Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Là Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con quy tụ dưới chân Chúa các anh em từ bốn phương trời vì lòng thương xót của Chúa. Chúa cho chúng con được gặp nhau, và chúng con là những người yêu thương nhau và đang cố gắng mỗi ngày tập sống theo lời dạy của Chúa là yêu thương và cho nhân không. Hôm nay chúng con quỳ dưới chân Chúa, xin Chúa hãy chúc phúc lành cho cái công trình sáng tạo của chúng con về công nghệ nano chữa các bệnh nan y mà Chúa đã dạy cho chúng con. Hôm nay chúng con quỳ ở đây để đọc một kinh Đại Cha trước khi lên đường. Xin Chúa ban bình an cho chúng con lên đường để đi Hà Nội để thuyết trình cho các nhà khoa học gia của nước Việt Nam hiểu được công nghệ nano. Và có hai bệnh nhân bị ung thư đi cùng, và có các anh em ở nước ngoài, và có các anh em chính quyền địa phương cũng đi cùng chúng con. Xin Chúa chúc phúc lành cho công việc của chúng con. Và chúng con là những người luôn luôn mong mỏi rao truyền lời Chúa cho khắp mọi nơi. Xin Chúa hãy thương đến con cái của Chúa đang ốm đau bệnh tật, để rồi Chúa sẽ chúc phúc lành cho các con cái của Chúa qua công nghệ nano này. Chúng con sẽ cố gắng đi để làm chứng cho lời dạy của Chúa là ăn cây cỏ mà hạt giống, để làm chứng cho lời dạy của Chúa là anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Thì ngày Chủ nhật này chúng con sẽ có mặt ở Hà Nội, chúng con sẽ quyết chí loan báo cho các nhà khoa học biết rằng là mọi người như thế này không được ăn thịt động vật. Đó là lời dạy của Chúa. Xin Chúa hãy chúc phúc cho chúng con. Và Cha chúng con ở trên trời. Chúng con cầu nguyện như Cha phải sáng, như Cha trì đến, như Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Chúa để chúng con sẽ chưa cam dỗ nên cứu chúng con cho khỏi sự dữ ác. Chúa ở cùng anh chị em. Dạ, xin Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em. Amen. Chúng con cầu nguyện cho Chúa nhân từ. Hồng ra đi đi an những nhân nhiều được lên chốn nghỉ ngơi. Xin mặc cái chưa trời sáng lá vui vẻ vô cùng. Trong chuyến đi này có anh Chính Nhiều, nhưng anh đã qua đời rồi, thì xin anh hãy yên nghỉ để tôi sẽ đi thế anh làm công việc này. Nếu anh có linh hồn, anh có linh thiêng, xin anh hãy ủng hộ chúng tôi để chúng tôi làm công việc này thay cho anh khi anh còn sống. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con dân tộc Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin chào Chúa, niềm tin và ước mơ này đừng quên đi những âu lo, đi đuổi theo bước chân con ước trong cây chứa thêm nào em bé ngủ yên trong cái mẹ hiền bên đây. Từng Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, Bà phù hộ các giáo hữu, Nữ Vương bình an. Xin Đức Mẹ Maria dẫn chúng con lên đường bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, Chúa Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Chúng ta lên đường bình an nhé. Chúng ta lên xe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Trị công nghệ nano này thì hôm nay chị đã hoàn toàn bình phục. Chị đi theo đoàn của cha để mà chị làm chứng cho cái công nghệ nano này. Còn đây là anh Lê Văn Sáng, ảnh là bị ung thư đại tràng, thì hôm nay anh cũng đã bình phục rồi, anh đi theo cha để mà thuyết trình công nghệ nano. Thưa anh chị em, sở dĩ cha và tất cả mọi người có mặt ở đây là không phải là vì ai cả, không phải là vì cá nhân của ai cả, nhưng mà vì nước Việt Nam, vì người dân Việt Nam đau bệnh, cha và các anh em trong đoàn này quyết định lên đường để làm cho công nghệ nano ra đời tại Hà Nội. Và ngày mai là ngày 2 tháng 12 thì công nghệ nano sẽ được giao lưu với các nhà khoa học của nước Việt Nam ở đồng ngành nước Việt Nam tại tại Hà Nội, tại phường Sư Cóc.
quận Cầu Giấy, tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thì như cha cũng nói lại một lần nữa là cha và các anh em ở đây không có gì cá nhân ai cả, nhưng mà vì công nghệ nano chữa ung thư và chữa bất bệnh, và vì con dân của nước Việt Nam nếu ai mắc bệnh nan y, vì đất nước Việt Nam cần đến một người nano, cho nên cha và các bạn ở đây, của cha ở đây thức đêm thức hôm bay từ đại dinh ra đây để chứng minh cho các nhà khoa học đầu ngành của nước Việt Nam rằng công nghệ nano này đã thành công. Và cha và các bạn đi vô luôn, thì ngày mai các bạn sẽ có cơ hội trực tiếp để truyền hình để nghe nha. Okay. Bây giờ thì cha chỉ nói thêm vậy thôi, rồi sau đó mình sẽ bàn tiếp. Trước tiên là con cảm ơn bác Đồng nha. Bác đã bỏ tất cả vì quê hương, vì đất nước. Ha. Con cảm ơn chú Năm. Ha. Chú Năm đã vì con dân Việt Nam, chú đã bỏ tất cả để chú đi cứu đất nước mình nha. Cứu người nghèo, cứu người bệnh. Cảm ơn anh Nguyên Chủ tịch nha. Ok. Cảm ơn anh Bảo. Cảm ơn cha đã tiếp đi. Cảm ơn bác Đồng, bác Trương Mộng Thành nha. Nhà sáng tạo trong nơi này. Và cảm ơn con đã đi làm chứng cho các chị em, cho các anh em mình bệnh sau này được có cơ hội cứu. Cảm ơn con đã đi làm chứng, những người bệnh sau này sẽ được cứu. Cảm ơn anh đã đưa chúng tôi từ miền Nam ra miền Bắc. Ok. Rồi, chào bọn tay. Và xin tạm thời sơ khởi vậy, tạm thời sơ bộ vậy là cha đi tiếp. Đó là anh cơ. Bà con xin chào các bác, các cô, các nhà khoa học. Trước hết là thay mặt cho ban quản tọa là xin vô cùng cảm ơn các anh các chị, tuyệt vời, đúng là những người tâm huyết. Thì cũng xin phép các vị đại biểu được chia sẻ như này. Alo. Trước khi vào chính thức thì cũng xin phép được đôi lời chia sẻ như này. Tức là cái cuộc gọi là tọa đàm hội thảo này nó mang tính chất tức là hết sức là tự nguyện, hết sức là tình cảm của những con người tâm huyết với lại cái việc chữa bệnh cứu người. Thì như là đạo Phật đã nói một cái câu bất hủ, tức là cứu một người phúc đặc hà sa. Thế thì chúng tôi cũng là những người rất là thiện nguyện với cái việc cứu chữa cho người. Thế thành ra là cũng là thực tình cũng nói với các anh các chị, các nhà khoa học tâm huyết đến đây, là trước hết là chúng tôi phải thực tình là cảm ơn cái sự tâm huyết của các anh chị và những nhà khoa học và các bạn là khác nữa. Thì chúng ta tổ chức cái hội thảo này với một cái dụng ý, tức là hội tụ tất cả những cái tinh hoa về chữa bệnh đông tây y, thế rồi là y học bổ sung vân vân, để làm sao chúng ta cứu được nhiều người. Bởi vì cái bức xúc nhất hiện nay tức là cái bệnh ung thư, hiện nay con số thống kê thì chưa được chính xác trên đề 100%, nhưng mà chúng tôi biết tức là khoảng một năm tại Việt Nam có 165.000 người bị mắc bệnh ung thư, trong đó khoảng trên dưới 7.000 người chết tử vong. Đấy, đây là cái số liệu của gọi là Hội Ung thư Việt Nam do các giáo sư chủ tịch hiệp hội, chủ tịch hội và phó chủ tịch hội như giáo sư viện sĩ, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Bá Đức cũng đã từng trên mạng đăng các cái thông tin rất nhiều. Thì chúng tôi cũng thấy rất là trăn trở. Thế còn tôi cũng được chia sẻ thêm thế này, bản thân tôi thì không phải là nhà khoa học chuyên sâu về y học về ung thư, nhưng mà vì tâm huyết với lại cái việc chữa bệnh cứu người, thành ra là chúng tôi cũng đem quan tâm
quản lý. Thì trước khi vào chính thức thì tôi xin chia sẻ một đôi điều thế này. Tôi là Trần Xuân Tư, năm sinh 1947. Thế thì nguyên là cán bộ khoa học kỹ thuật Quân đội Nhân dân Việt Nam, học tập và đào tạo tại Liên Xô, chuyên ngành kỹ sư radar phòng không. Thế thì chuyên ngành như vậy. Thế nhưng vì tâm huyết với này, cái năng lượng sáng tạo này, thấy cứu người là một cái việc gọi là vô cùng quan trọng như tôi đã nói. Thành ra trên 20 năm nay tôi cũng đi khắp đất nước tìm hiểu tất cả những cái gì về năng lượng sáng tạo có thể giúp cho con người mau chóng lành bệnh, đặc biệt là cái ung thư này. Thì chúng tôi đã đến và đã chia sẻ để làm sao có được cái nhiều kinh hoa để cứu cho những người bị ung thư, đặc biệt là ung thư. Thế thì các bạn cũng biết cái việc chữa trị ung thư là một vấn đề bức xúc của đất nước ta hiện nay, vô cùng là nhà nước vô cùng là quan tâm. Thế và bằng mọi sức mạnh, Hội Chữ Thập Đỏ, Hội Ung Thư Việt Nam này, vân vân này, rồi các nhà khoa học tầm này nữa vô cùng là nhiệt huyết với này cái chữa ung thư này. Thế thành ra là chúng tôi là những cái người gọi là lao động sáng tạo, thì tôi cũng phải xin được chia sẻ thế này. Tôi là chủ tịch hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ 1 2013-2018. Thế và là chủ tịch hội đồng sáng lập hiệp hội này. Thế thì đây chúng tôi cũng được chia sẻ thêm để các bạn hiểu về cái hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam. Ý tưởng của chúng tôi là đoàn kết tất cả những nhà khoa học giỏi thực sự của đất nước, tâm huyết với lại lao động sáng tạo để phát triển đất nước, và đặc biệt trong cái lĩnh vực chữa bệnh. Thì hôm nay bây giờ tôi xin phép đi vào chính thức đến dự hội nghị hôm nay. Thì xin phép tay một tràng pháo tay để chào mừng tất cả các người đến dự hôm nay. Chúng tôi với góc độ là những người làm khoa học tâm huyết vì đất nước thì chào mừng tất cả các cái thành viên của đoàn công tác miền Nam do nhà nghiên cứu thực nghiệm Nguyễn Văn Đồng. Thế còn đi vào cụ thể thì tôi xin phép giới thiệu thế này. Hôm nay đến dự hội nghị của chúng ta thì chúng tôi không mang tính gọi là hình thức như các cụ nói câu một tốt gỗ không tốt nước sơn, mà chúng tôi đi thẳng vào vấn đề, tức là tọa đàm hay nói là hội thảo cũng được, chia sẻ những cái gì, những cái kinh nghiệm và giới thiệu một số những cái thành tựu về chữa ung thư bằng nano y học mà chúng tôi đã làm được trong cái thời gian vừa qua. Thì cũng phải xin nói thật với anh các chị này, cái đoàn này là đoàn của Trà Vinh, của Hội Chữ Thập Đỏ Trà Vinh, do nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đường và những người này là chủ trì cái đoàn này. Thì thực ra với tỉnh Trà Vinh, các anh ấy và tôi đã vào làm việc với các anh từ trước khi thành lập hiệp hội, tức là trước tháng 9 năm 2013, và các anh ấy cũng ra đại hội thành lập hiệp hội, và suốt trong quá trình đó tôi cũng vào Trà Vinh nhiều lần làm việc với Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Trà Vinh, lãnh đạo tỉnh Trà Vinh đánh hiệp hội. Thế thì hôm nay cái đoàn đó là có 8 người chính là chúng tôi sẽ có mặt. Thế còn dự hội thảo hôm nay có các nhà khoa học đầu ngành về lĩnh vực ung thư, thì tôi xin trân trọng giới thiệu trước hết là giáo sư viện sĩ Đái Duy Ban, là một trong những nhà khoa học đầu ngành và những anh có mặt mình chiêm ngưỡng. Anh Ban thì năm nay này sắp xỉ 80, 82 đấy. Thế thì vô cùng tâm huyết với này cái chữa ung thư này, mà cách đây trên dưới 20 năm thì tôi cũng đã cùng với anh Ban bàn về cái này nhiều lần. Tôi thì là người ngoại đạo, thế nhưng do tâm huyết cũng rất là thiện nguyện với cái việc này, cho nên cũng bàn với các nhà khoa học đầu ngành. Thứ hai là phó giáo sư tiến sĩ Trần Văn Hậu, là giám đốc trung tâm nghiên cứu ung thư của Liên Hợp Hội Kỹ thuật Việt Nam và nhiều bạn. Tiếp theo
là cũng là một người bạn rất là thân thiết của anh Ban, cũng là nhà khoa học đồng ngành về ung thư. Xin mời anh Trần Văn Bình ạ, là phó giám đốc trung tâm của anh Hợp và đồng thời là giám đốc công ty nghiên cứu và sản xuất dược Phúc Vinh phải không anh? Đấy, chúng tôi vẫn muốn thăm phòng nghiên rồi. Thế thì tiếp theo nữa thì tôi xin giới thiệu anh em Bùi Đắc Sáng, là nhà khoa học kỹ thuật về hàng không nhưng đồng thời là lương y gia khoa của quốc gia, gia truyền cũng rất là tuyệt vời. Anh Sáng có nhiều giải mà anh đấy. Đông y rất là giỏi. Tiếp theo nữa thì cũng gồm nhiều những nhà khoa học của hiệp hội như tiến sĩ Lê Hải, tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, hai anh ngồi cạnh nhau đây. Thế còn tiếp theo nữa thì hôm nay tuyệt vời, xin mời chị đấy. Mày chị Chính phải không ạ? Vâng, thì xin giới thiệu với này là hội nghị là chị Chính là nguyên là cán bộ giảng dạy trường đại học quốc gia, là một trong những người vô cùng tâm huyết về lĩnh vực nghiên cứu ung thư này. Tiếp theo nữa thì chúng tôi cũng đã có báo cáo với này văn phòng trung ương, cụ thể là chỗ anh Văn đại tá quân đội. Mời chị Tâm vào, mời giới thiệu anh chị Tâm là thạc sĩ về y, cũng xin bật mí là bà xã của tôi. Thì trước chị công tác ở bệnh viện hữu nghị Việt Xô cũng rất tâm huyết với lại chồng trong cái mạng này. À thì Tâm thạc sĩ. Thế thì chúng tôi cũng đã báo cáo với này là văn phòng trung đảng, tức là đồng chí Văn đại tá quân đội theo dõi cái mạng của nhà khoa học công nghệ của văn phòng trung đảng. Nãy là anh Văn đến thế nhưng mà lần này chắc là có những gì đột xuất của chúng ta chưa đến được, nhưng Văn vô cùng tốt đây, tức là nói rõ là trung là văn phòng trung đảng đánh giá cao những cái cuộc gặp giữa này của chúng ta. Thế sau đó thì chúng tôi cũng phải nói tiếp thế này, ở đây ngồi ở đây là rất nhiều những nhà khoa và những người lao động sáng tạo. Tôi xin đặc biệt giới thiệu với các vị là cô Nguyễn Thị Phong, ngồi bộ phòng đứng đây. Thế thì cô Phong này cũng không phải là có bằng cấp gì cả, chỉ học hết lớp 10 phổ thông thôi. Thế nhưng mà cô Phong là người có cái khả năng đặc biệt dây bấm huyệt dưỡng sinh phục hồi sức khỏe. Sức khỏe đó. Anh Linh, 10 năm qua thì tôi nghiên cứu trực tiếp cô Phong, tức là cách đây trên dưới chục năm trong làng báo chí Việt Nam thì cũng là cứ tranh cãi loạn xạ, không ông nào phục ông nào cả, cứ nói là thế này thế kia rồi theo kiểu gọi là không hợp tác và đả kích. Thế thì lúc đó là tôi có lên tận cái chỗ tỉnh Phú Thọ về tận cái địa phương cô Phong báo cáo với người đảng ủy và chính quyền đấy để cho phép chúng tôi nghiên cứu và tiếp cận cái việc của cô Phong rằng như thế nào. Thì cũng báo cáo thiệt với các anh sau 5 năm nghiên cứu và đưa về cả nghiên cứu nhiều lần thì kết luận được là cô Phong có khả năng chữa bệnh sự. Và một trong những cái việc tôi đã làm được tức là cũng đã dây bấm huyệt và phá tan cái gọi là gì viêm gan của trướng Phong nhỉ, cho nhiều lần tí nữa cô Phong sẽ nói. Tức là đây chúng tôi phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc, miễn là chữa được bệnh cho nhiều người, còn đi vào cơ chế khoa học thì chúng tôi cũng gọi là có đi vào nhưng mà ít thôi, nhưng mà cuối cùng là thực tiễn vẫn là tiêu chuẩn chân lý. Thế còn ngoài những nhà khoa học lớn mà chúng tôi vừa giới thiệu lúc nãy, để xin phép chúc Cúc nhỉ, chúc của ban tuyên giáo ban tôn giáo chính phủ Cúc nhỉ, Cúc ở đây chưa? Thế thì chị Cúc là hôm nay chắc là cũng vì lý do đặc biệt chưa đến được thì thôi. Xin lỗi của Cúc ơi, quẹt vào đi ban đấy. Xin giới thiệu thạc sĩ Cúc là người chuyên theo dõi ban tuyên giáo đó. Mảng khoa học công nghệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mà được biệt phái sang Ban Tôn giáo Chính phủ thì Cúc cũng rất tâm huyết với cái mảng này. Cho chàng có đây vì sao không mắc quá đến quận không vấn đề gì. Thế còn ngoài những nhà khoa học mà chúng tôi vừa giới thiệu về những người thực tế thì con xin phép còn ai đây mà tôi chưa biết tên không ạ? Dạ
lại không nên là chồng cháu. Ôi tuyệt vời, đúng là cặp đôi hoàn hảo. Ta cho chàng pháo tay hoan hô chồng nhỉ. Chồng chị Phúc thì là bác sĩ quân đội, thế cho nên là đến dự hôm nay của chúng ta là có nhiều thành phần chủ yếu là những nhà khoa học hàn lâm, thế và những người là công tác về chữa trị bệnh ung thư. Thế thì tiếp theo tôi xin đi vào cái cụ thể là chị Tương sẽ đứng lên giới thiệu thành phần của đoàn của mình sơ bộ, xong rồi sau đó ta đi vào cái chương trình của chúng ta. Con xin kính chào tất cả các nhà khoa học và các bạn tham dự buổi hội thảo hôm nay trong hội trường này. Lời đầu tiên con xin chúc sức khỏe cho tất cả mọi người. Hôm nay chúng con có được một cái cuộc giao lưu ở đây, điều đó là tụi con rất là hân hạnh và phấn khởi và rất là vui mừng hân hoan. Từ Trà Vinh miền Nam Việt Nam ra đây thì cùng với phái đoàn của chúng con đi thì gồm có bên cạnh con là ông Peter Nguyễn Thanh Đồng, là chủ tịch hội viện trẩn Việt Mỹ Hoa Kỳ. Kế tiếp là ông Trương Bổn Thạch, là nhà sáng tạo trống nội lực. Xin chào các bạn. Cái công nghệ này rất là đặc biệt, thì có gì thì xin mời các nhà khoa học sẽ hỏi thêm. Kế bên là Lý Ngọc Bảo từ Mỹ về đó. Xin giới thiệu lại là bác Trần Trương Bổn Thành cũng từ Mỹ về, là ba thằng là từ Mỹ về đó. Còn kế bên con là ông Nguyên chủ tịch chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim, tỉnh Trà Vinh miền Nam của con. Kế bên là ông trưởng ban công tác tác hành động của địa phương tỉnh Trà Vinh. Hai vị này cùng theo đoàn chúng con để hộ tống cái công nghệ nano này. Và dĩ nhiên thì chính quyền của tỉnh Trà Vinh đều biết công nghệ chúng con đang thực hiện, cho nên chính quyền ủng hộ chúng con để làm công tác. Tiếp theo đoàn chúng con thì gồm có hai bệnh nhân hôm nay có mặt ở đây để làm chứng về công nghệ nano. Đó là bệnh nhân chúng ta nhìn thấy xuống là Nguyễn Hồng Hiệp. Bệnh nhân là ung thư vú giai đoạn cuối. Xin mời con ngồi xuống đi. Bệnh nhân kế tiếp là Lê Văn Sáng, đó là ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Kế bên chúng ta là anh quay phim, đó là Võ Di Tiến, là lương y điều trị trực tiếp bệnh ung thư với chúng con, thường làm việc hàng ngày với chúng con, kim truyền thông cho chúng con. Chúng con có hai người bạn cũng rất là tâm huyết, đó là Giang Hoàng Giang. Giang Hoàng Giang là người bạn tại đây. Và chị Cúc, chị Cúc cũng là tâm huyết của chúng con. Mấy ngày nay chị Cúc sẵn sàng đưa đón chúng con đi đầu này đầu kia để cho biết Hà Nội luôn. Còn riêng về anh Tư thì nãy anh Tư đã có nói rồi, anh Tư đã làm việc với chúng con lâu lắm rồi. Cái bài là mới đây cho nên giữa anh Tư và chúng con đã hiểu nhau rất là nhiều, và anh Tư đã tâm huyết công nghệ này từ lâu lắm. Và anh Tư đã từng vô con số con để mà khảo sát từng bệnh nhân một. Cho đến nay là để có được một cuộc giao lưu hôm nay thì phải nói rằng là có một sự chuẩn bị rất là lâu mới ra được một cái buổi hôm nay. Cho nên đối với con, cái buổi giao lưu hôm nay thì con cần phải học hỏi các nhà khoa học nhiều nhất. Chứ không phải là còn chia sẻ hay là còn giao lưu. Nhưng trong quá trình con chia sẻ mà nếu có gì sai sót, con hết sức mong các nhà khoa học hướng dẫn con thêm, nhắc nhở con thêm để con có kinh nghiệm thêm, để con trở về quê của con, để con có cơ hội giúp đỡ cho những người ung thư giai đoạn cuối, họ có điều kiện để họ sống còn, để họ giúp cho xã hội, nhất là giúp cho gia đình. Đó là cái lòng mong mỏi của chúng con hôm nay như vậy. Nên là xin các bác nhà khoa học đầu ngành của nước Việt Nam. Thì con giới thiệu bọn của con sơ vậy thôi, rồi ban đầu xin nhường lời lại cho ông chủ tịch, rồi sau đó chúng ta đi tiếp. Vâng. Tiếp theo thì cũng xin được chia sẻ thế này. Đấy, tới đây tôi gọi là các cháu, bởi vì
chú Tường này là chỉ bằng tuổi còn ít hơn tuổi con gái đầu lòng của tôi, tức là chú sinh năm 1977, con gái đầu lòng tôi sinh năm 1975, nên thành ra là chúng tôi thì coi nhau như những người đồng nghiệp. Thế và cái quan trọng nhất tức là làm được cái gì cho đất nước phát triển, thì đấy là cái tâm huyết trong đó của những người lao động sáng tạo trên chúng tôi. Thế thì cũng xin được chia sẻ thế này, các chú ấy tuy là trẻ thế nhưng biết nghĩ cũng rất sâu xa, chu đáo với lại cái hội thảo này. Thế còn buổi chiều theo cái lịch kế hoạch thì bác Vĩnh, người này tôi đã giới thiệu, thì cũng vô cùng là nhiệt huyết mời đoàn đi tham quan cái chỗ cơ sở sản xuất về thuốc ung thư và bạch huyết của bác Vĩnh và công ty Phúc Vinh ở trên Thạch Thất. Đấy, bác Vĩnh ngồi bên cạnh này. Con cảm ơn đây. Thế thì để đi vào cụ thể nội dung chính, mời báo cáo viên chính thức là chú Tường sẽ trình bày khái quát cái công việc của mình. Hồi nãy giờ chúng ta đã chào hỏi hết rồi, chúng ta đã làm hết các công tác là để mà chúng ta giao lưu làm quen tên tuổi chức vụ nghề nghiệp. Vậy thì bây giờ con xin đi thẳng vào chi tiết luôn để chúng ta đỡ khỏi phải mất giờ. Điều đầu tiên là các nhà khoa học đang có một cái tài liệu trên tay của chúng ta rồi. Thì trong tài liệu này do bởi chúng ta cũng không có đủ thời gian để chúng ta ghi một cách chi tiết, dù sao đi nữa nó cũng chỉ là một tổng quát ngắn gọn về chữa ung thư bằng công nghệ nano. Vậy thì hiện nay ở trong miền Nam Việt Nam, tỉnh Trà Vinh của chúng con, thì chúng con đang chữa hiện tại bây giờ tại nơi con ở là con chữa khoảng 20 mấy ca ung thư, thì đại đa số là ung thư giai đoạn cuối. Và trong đó cũng có một số nan y, bệnh nhỏ thôi. Bệnh nhỏ có nghĩa là tiểu đường tiếp 2, tiếp 3. Ở đối với công nghệ nano thì nó là bệnh nhỏ thôi. Rồi gút thời kỳ 1, 2, 3 cũng đối với công nghệ nano cũng là nhỏ thôi. Rồi cao huyết áp vô căn hay là tim mạch hay là tai biến vân vân, đó cũng là một cái chuyện nhỏ đối với công nghệ nano. Vậy thì đỉnh cao của công nghệ nano đó là ung thư giai đoạn cuối, mà trong 20 năm qua chúng con đã từng nghiên cứu. Thì bên cạnh của chúng con thì có nhà giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thành, một cây đại thụ của ngành điện chất Việt Nam, tiếng chim đầu đàn của Việt Nam. Không biết con nói ra thì chắc các nhà khoa học đều biết tên hết, giáo sư tiến sĩ Trần Kim Thành. Ngài thì đã qua đời rồi. Một nhà bác sĩ chữa ung thư nổi tiếng ở bên Mỹ, đó là bác sĩ Aram Nguyễn. Bác sĩ được chính phủ Hoa Kỳ tôn vinh từ năm 2006 đến nay. Và bác sĩ đã ký phê duyệt trong cái cuốn, trong cái tài liệu thuyết trình của chúng ta là bác sĩ Aram Nguyễn. Và bác sĩ đồng y Nguyễn Văn Đồng đang có mặt tại chúng ta thay cho bác sĩ Aram về đây để tham dự cuộc giao lưu hôm nay. Để chúng ta cho một tràng pháo tay hai bác sĩ này nhé. Không có gì là các nhà khoa học sẽ hỏi thăm các bác sĩ này. Vậy thì hiện tại tụi con đang chữa ung thư từ ải Nam Hoa đến đất Cà Mau. Trong đó tụi con có chữa ung thư cho những bệnh nhân ở nước ngoài, ví dụ như là Hàn Quốc. Thấy anh Hàn Quốc, một người không nói Đài Loan, một người Đài Loan trở về đây để chữa ung thư. Rồi Mỹ có ba người. Rồi Việt Nam thì chúng con chữa từ Nam Định, rồi miền Trung, miền Nam. Hôm nay đi cùng với chúng con là có hai bệnh nhân ở miền Nam. Còn các bệnh nhân ở miền Bắc thì chúng ta họ đã thành lành tính hết rồi. Trong này chúng con không có ghi nhiều người làm tính trong này, chúng con chỉ có ghi đại khái là hai người thôi. Chúng con còn rất nhiều người làm tính, và chúng con cũng mong mỏi rằng có nhiều bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đến với chúng con để được chữa trị. Đặc biệt là cái tâm huyết của chúng con là điểm hội chữ thập đỏ yêu thương cho không, chúng con chữa trị không có phải lấy tiền của ai hết.
sau khi làm tính xong rồi trở về với một con người mạnh khỏe và không có phải tốn một xu nào, cùng lắm là tốn 10 tới 15 kg gạo thôi. 10 với 15 kg gạo là coi như bệnh ung thư này đã qua. Và đặc biệt đó là công nghệ nano. Vậy thưa các bác, thưa các nhà khoa học, trong cái tài liệu mà con đã nói hết rồi, bây giờ con không có cần phải nói lại. Bây giờ con chỉ nói một cái điểm chính ở trong cái tài liệu này thôi. Khẳng định tại sao ta bị ung thư. Rồi nếu ta bị ung thư thì cái ung thư đó sẽ làm gì ta? Và khoa học sẽ xử lý ta như thế nào? Đó là một chuyện. Như vậy thì kết quả của khoa học hiện tại xử lý chúng ta kết quả gì? Rồi sau đó chúng ta đi một cái công nghệ nano. Khi ta bị ung thư thì ta dùng công nghệ nano, ta sẽ có kết quả gì? Thì sau đó các nhà khoa học cứ hỏi hai bệnh nhân ung thư đang có mặt ở đây và chính quyền địa phương đang có mặt ở đây, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà khoa học và các bác sĩ nước ngoài đang có mặt ở đây, cũng như là cứ hỏi anh Trần Sinh Tư, anh đã tới đó, anh đã khảo sát công nghệ, anh đã khảo sát người ngầm hết rồi. Bây giờ trong tài liệu thì chúng ta đã có hết rồi, chúng con không có cần phải nói lại nữa, chúng con chỉ nói đơn giản thôi là thưa các nhà khoa học, hôm nay chúng con đến đây, chúng con nhằm mục đích là để học hỏi, nhằm mục đích là để học hỏi các nhà khoa học, vì đây là các nhà khoa học đầu ngành của nước Việt Nam và là đầu ngành của cái bệnh gọi là bệnh tử, ung thư giai đoạn cuối. Do vậy mà chúng con là những người sinh sau đẻ muộn, chúng con là những người nhỏ ở dưới này, chúng con cần phải học hỏi rất là nhiều. Tuy rằng chúng con đã tìm ra được công nghệ nano này, nhưng mà còn rất nhiều thiếu sót. Vì trong cái giới y khoa không ai có thể hiểu hết đâu, và không ai có thể là hiểu từng chi tiết một. Cho nên con rất mong các nhà khoa học hãy bổ túc với con, cũng như con có được chút nào, có được kinh nghiệm gì về thực tế chỗ ung thư, con sẽ xin được chia sẻ, chứ không dám bổ túc. Con xin được chia sẻ với các nhà khoa học. Còn nếu các nhà khoa học có những cái kinh nghiệm gì thì cứ thẳng tay dạy dỗ chúng con. Còn riêng chúng con thì chúng con có được kinh nghiệm gì chúng con xin được chia sẻ, mong các nhà khoa học đón nhận điều này. Con rất là mang ơn. Mục đích của chúng con kế tiếp đó là sau khi chúng con xin được các nhà khoa học dạy dỗ rồi thì chúng con sẽ đem những kinh nghiệm đó trở về quê nhà để chúng con có thể giúp được cho các bệnh nhân của quê nhà chúng con. Tại vì quê đó họ cũng có nhiều cái khó khăn, rồi họ bệnh tật. Thứ nhất là kinh phí không có để đi chữa trị. Thứ hai là bệnh tật này nó dễ cướp đi mạng sống. Rồi khi họ chết đi rồi thì còn biết bao nhiêu cái khó khăn họ không giải quyết được. Thì chúng con đã giải quyết được cách đây là gần một năm, kể cả một năm đi, thì khoảng được 30 ca nan y. Và đây tới Tết dự kiến chúng con là có thể ra khỏi phòng khám 20 ca nữa. Vì chúng ta có, nếu như không có gì trở ngại thì chúng ta có khoảng gần 50 ca nan y ra viện. Với một cái bản sinh thiết toàn tính mà giáo sư tiến sĩ là của bệnh viện của trung tâm hòa hảo Sài Gòn đã xác nhận, giống như những sinh thiết ở trong này mà chúng ta có những cái tài liệu của chúng ta thì khi đó chúng ta sẽ rất là vui mừng không quên. Thì đó là như thế. Vậy chúng con xin nói lại một lần nữa, trong cái bộ này chúng con đã viết rất là nhiều và có sự phê duyệt của bác sĩ Nguyễn Adam từ Mỹ. Và bác sĩ Nguyễn Hà Nam cũng đã dán những cái văn bằng trong này. Bác sĩ đã làm những cái văn bằng giải phẫu ung thư, văn bằng giải phẫu gia đình, hay là văn bằng về thức ăn nano. Rồi bác sĩ cũng đã làm từ lâu rồi. Rồi trong đó có hai cái văn bằng của bác đọc. Thì xin mời các nhà học dồn ở sau lưng chúng ta sẽ thấy hết. Dồn sau lưng chúng ta sẽ đọc. Bây giờ như vậy chúng con đã nói khá quát rồi, vậy cái khu này chúng con, cái tài liệu này chúng con không cần phải đi vào chi tiết. Thì thí dụ như trong cái tài liệu này có gì các bác đọc vô các bác thấy thiếu sót các bác dạy con thêm nha. Bây giờ con đi thẳng vào cái vấn đề là bệnh. Thẳng vào vấn đề là bệnh. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại. Bây giờ con xin mời các nhà khoa học hãy dặn lại vấn đề một chút.
Vậy thì tại sao ta bị mắc bệnh gọi là bệnh nan y? Chúng ta chưa nói bệnh nan y đó là bệnh gì. Tại sao một con người sinh ra mạnh khỏe, sống thời gian tự nhiên mắc bệnh nan y? Tự nhiên mắc bệnh nan y mà mình chưa nói bệnh nan y đó là bệnh gì. Ví dụ như là bệnh tiểu đường, bệnh đái tháo đường, hay là bệnh ung thư, hay là bệnh cao huyết áp, hay là bệnh đủ thứ loại nan y vân vân. Mà cái nan y mà khó khăn nhất, mà đau đầu nhất đó là bệnh ung thư. Đây là bệnh ung thư, đây là cái khó khăn nhất và cái đau đầu nhất. Vậy thì bây giờ để chúng ta hiểu được tại sao chúng ta sống một thời gian lớn tuổi rồi chúng ta bị ung thư, thì trong cái cuốn này con có nói đó là do bởi chúng ta đi trái với quy luật của tự nhiên. Mà hôm qua chúng con cũng có sơ bộ với nhà khoa học họ bác họ, thì rõ ràng cái sự cân bằng âm dương của con người nó bị trái. Thì trong này con có giải thích rõ là về khoa học thì đã chứng minh cho con người là không dung nạp trọng vật bằng cách là quả thận hay là hàm răng hay là mắt. Ví dụ như con người là hàm răng bằng, chúng ta không thể cắn xé thịt được, hay là quả thận chúng ta nó chỉ lọc rau cỏ chứ nó không lọc được lọc thịt động vật. Hay là con mắt chúng ta là ban đêm thì nó tối, ban ngày thì thị giác nó sáng hơn, hoặc mũi, hoặc là tay, hoặc là móng tay, móng chân ta không phải như là móng tay của những con động vật ăn thịt, hoặc là cái ruột của chúng ta nó dài gấp 12 lần chiều cao của chúng ta, nó khác với động vật hết. Vậy thì đây là, ở đây con cũng có trích là nhà khoa học nào nói trong này luôn. Rồi đó là về phía nhà khoa học. Các nhà khoa học thì nghiên cứu con người không dung nạp động vật. Vậy thì rõ ràng nếu chúng ta dung nạp động vật là chúng ta đi trái với cái cơ thể, trái tự nhiên mà thường đấy là an bài. Rồi bây giờ chúng con nói về phía tôn giáo, thì rõ ràng ở Việt Nam chúng ta có hai tôn giáo lớn, đó là Phật giáo, đó là Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Ở trong đó con cũng có trích dẫn là Phật giáo thì Đức Phật dạy con người là không được sát sanh hại vật. Thì đương nhiên chúng ta không được sát sanh hại vật thì chúng ta đâu thể ăn động vật. Cô có đồng ý không cô? Dạ, chúng ta cho cô một tràng pháo tay. Đối với đạo Thiên Chúa, đối với đạo Công giáo thì Đức Chúa Trời đã phán rất là rõ là mọi thứ cỏ mang hạt giống trên khắp mặt đất và mọi thứ cây có trái mang hạt giống làm lương thực cho các ngươi. Còn động vật ta ban cho chúng cỏ xanh tươi chứ Thượng Đế đâu có cho chúng ta ăn động vật. Cô có đồng ý cái nữa không? Dạ, cho một tràng pháo tay. Rồi bây giờ vậy đây là hai tôn giáo lớn của nước Việt Nam chúng ta. Chúng ta không nói của nước Việt Nam, và ảnh hưởng đến niềm tin của tất cả mọi người trên nước Việt Nam. Và khi hai chủ thuyết mà có cùng một điểm chung, tôn giáo và khoa học có cùng một điểm chung, tôn giáo dạy ta là ăn cây cỏ, khoa học dạy ta là không dung nạp động vật. Vậy rõ ràng tôn giáo và khoa học có cùng một điểm chung, rõ ràng hai chủ thuyết có cùng một điểm chung, thì điều đó là điều chúng ta đáng tin cậy để chúng ta đưa vào chúng ta sống. Khi hai chủ thuyết có cùng một điểm chung, đó là bên đây ăn cây cỏ, bên đây ăn thực vật, thì cùng một điểm chung này thì chúng ta phải áp dụng ngay cho cơ thể chúng ta liền, chứ chúng ta không còn bàn cãi nữa. Thì trong này con cũng đã nói rõ, con cũng đã nói rất là rõ ở trong cái tài liệu này. Và như vậy thì chúng con bây giờ chúng con đi thẳng vào cái vấn đề là khi một con người bình thường, khi chúng ta bị bệnh ung thư thì rõ ràng là chúng ta đi trái với quy luật tự nhiên. Một người ung thư, kết quả là chúng ta đi trái quy luật tự nhiên.
trái quy luật tự nhiên. Mà hồi nãy con có nói trái quy luật tự nhiên là tôn giáo dạy chúng ta là ăn cây cỏ mà hạt giống. Còn khoa học dạy chúng ta không dung nạp hạt giống. Rõ ràng chúng ta bị ung thư là chúng ta đi trái với quy luật tự nhiên. Ở đây chúng ta nói ung thư thôi, còn nhiều bệnh khác nữa chứ không phải bệnh khác. Nhưng mà ở đây chúng ta đang nghiên cứu về ung thư giai đoạn cuối. Vậy thì rõ ràng một con người đi trái với quy luật tự nhiên thì bắt buộc chúng ta phải gặp một cái nạn gì đó, không có thể. Thì cái nạn đó chúng ta cho là nạn ung thư. Vậy một con người gặp ung thư thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đương nhiên là khoa học ngày hôm nay người ta rất là cao cấp, người ta nghiên cứu về ung thư rất là rõ ràng. Nhưng mà cho đến nay vẫn chưa có một cái kết quả gọi là xét xử tất cả mọi người phải ngã vào trong đó để mà theo. Thì như vậy thì nó mới xì ra người này nghiên cứu, người kia nghiên cứu, người nào ai cũng được nghiên cứu hết. Để chúng ta làm sao chúng ta giúp đời, giúp người bệnh ung thư này thôi. Tại vì cái ung thư này là bệnh quỷ quá, bệnh quá ác mà. Bệnh nan y này bệnh quá ác. Vậy thì khi một người bị ung thư thì chúng ta đi trái quy luật tự nhiên thì chúng ta đến với khoa học. Thì điều đầu tiên đó, khoa học sẽ làm gì cho chúng ta? Đó. Đương nhiên là khoa học chỉ còn một cách đơn giản, đó là cắt khối u này. Hay là một cắt khối u này nghe chứ. Và cắt cái khối u này, mục đích của cắt bên tay là cắt khối u để không còn một cái gọi là siêu tế bào độc ở trong này. Và sau đó dùng một cái loại xạ trị và hóa trị để khống chế những con siêu tế bào độc. Nhưng mà khi cắt cái khối u này rồi thì trong con người ta nó còn rất là siêu tế bào độc, nó đi vào trong cơ thể, trong máu chúng ta. Cho dù chúng ta cắt chỗ này, chúng ta xạ trị hóa trị đâu, nhưng mà một thời gian sau thì nó vẫn di căn tiếp tục. Do bởi gì? Do bởi tất cả những tế bào siêu độc nó còn ở trong máu của chúng ta. Chúng ta không giải quyết được cái chỗ này. Vậy thì bây giờ không biết làm sao giải quyết. Có nghĩa là khi anh cắt rồi, anh xạ trị hóa trị rồi, vài năm sau nó vẫn tiếp tục di căn và nó ung tiếp tục và nó tiếp tục làm cho chúng ta chết. Đó là bên tây y chúng ta tìm ra chưa tới nơi tới chốn. Không phải ta tìm không tới, nhưng mà giống như là thời gian chưa đủ để ta tìm tới. Vậy thì chúng con tìm tới cái công nghệ nano. Công nghệ nano nói đơn giản thôi, nano nó là tiếng Hy Lạp. Nano có nghĩa là thằng lùn, nó là siêu nhỏ thôi chứ có gì. Thì tóm lại đơn giản nữa, nano nó là nước. Đó là nước đó, nano là nước. Thì trong này con cũng có trích dẫn là các nhà khoa học, các nhà bác học ở trong này nói về nano luôn. Vậy thì bây giờ con chữa ung thư bằng công nghệ nano như thế nào? Khi một con người bị ung thư thì chúng ta sẽ chữa như thế nào bằng công nghệ nano? Mình không biết là ung thư gì, mình không biết là một bệnh nhân ung thư gì. Mình lấy một ví dụ về ung thư thôi. Ví dụ giờ mình lấy ung thư vú đi, có người ung thư vú đây luôn, thấy nè, lấy ung thư vú. Thì khi một người bị ung thư vú đến với con thì con sẽ dùng công nghệ nano này để giúp họ. Thì con phải hiểu rằng ở trong cái khối u này nó có hàng triệu, hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ cái con siêu tế bào độc ở trong này. Đó, ở trong khối u này. Và ở trong cái khối u này á, nó luôn luôn là nó tất cả các dòng máu trong con người nó dẫn về đây để nó nuôi cái khối u này. Nó nuôi cái khối u này. Mà nếu bên tây y thì người ta cắt bỏ liền, còn bên nano thì mình không cắt. Vậy thì tất cả các dòng máu, cái huyết máu gì nó dẫn vào cái khối u này để nó nuôi những con tế bào siêu độc. Và trong này là nó nóng hổi thôi, vì trong này khô nó tất cả những cái siêu tế bào con này nó nóng hổi để nó ăn mòn hết tất cả. Vậy thì ta dùng công nghệ nano này. Công nghệ nano của ta nó có hai cái đặc trị. Một là cháo nano, hai là xạ đen. Dược thảo nano là xạ đen. Vậy con nói về cháo nano. Cháo nano là gạo nấu thành nước, không có gì đâu. Chúng ta lấy gạo của chúng ta cho nó, ta nấu cho nó thành nước thì
chúng ta gọi nó là cháo nano. Vì gì? Gạo nấu ra nước mà nước là nano. Nano là nước, nước là nano. Vậy thì gạo chúng ta nấu thành nước, mà gạo nấu nó nở ra hết thì ta gọi là cháo. Mà nở ra thành nước thì ta gọi là cháo nano. Vậy thì một người bị ung thư vú, chúng ta cho cháo nano vào, thì cái cháo nano này nó có đặc biệt là nó không có chất glutamin để nuôi cái con tế bào siêu này, nhưng mà nó có chất để mà nuôi sống cơ thể, nó có đường để nó nuôi cơ thể. Và cái nước cháo này nó có nhiệm vụ là nó lọc máu và nó thẩm thấu vào cái khô, nó thẩm thấu mọi ngày. Thì theo nguyên lý, hãy bên trong mà khô, bên ngoài ướt, bên trong khô thì cái ướt nó từ từ nó thẩm thấu vô. Ví dụ như trong phòng của chúng ta còn kính vậy, mà ở bên ngoài mà nước đầy hết, mà chúng ta đóng cửa, chúng ta đắp đê, đắp bờ, đắp cỡ nào nước nó cũng đông thẩm thấu từ từ thẩm thấu vô hết phòng. Thì khi một người bị khó ung như thế này thì bên trong này nó khô ra, nó nóng hổi như cục lửa. Thì khi chúng ta cho cháo nano là cháo nước vào, thì đương nhiên là cháo nano này có rất nhiều chất để mà nuôi sống cơ thể, để mà thanh lọc máu, để mà thay đổi những cái gốc tự do phi natural, để thay đổi những gốc tự do trong cơ thể của con người, được gọi là lọc máu đó. Thì cái nước này nó có nhiệm vụ nó bao quanh khối u này, bao quanh khối u này, nó bao quanh cho đến khi nào đó nó làm thẩm thấu vô, thẩm thấu đến một lúc nào đó cái khối u này nó bị vỡ ra, khối u này nó vỡ ra, nó tan chảy thành chất lỏng, thì khối u này hoàn toàn là chúng ta bị hết. Còn nếu khoa học thì ta sao? Ta sẽ cắt bỏ, quá trị xạ trị vô. Còn chúng ta không cắt, chúng ta không quá trị xạ trị, chúng ta dùng cháo nano, chúng ta dùng dược thảo xà đen nano, chúng nó còn có nói dùng dược thảo xà đen nano, chúng ta cho nó thẩm thấu thì liên hệ bắt đầu nó khối u này bị vỡ ra. Dân dân chúng con còn nhiều cái kinh nghiệm, cái thí nghiệm và cái thực tiễn và cái kết quả đạt được, thì con chỉ nói sơ sơ thôi chứ chúng ta cũng không thể nói nhiều được, vì đây là các nhà lớn ở Hà Nội rồi, cho nên con nói một thì các nhà sẽ biết tới 10 rồi, cho nên con không dám mà nói nhiều. Con chỉ nói sơ sơ cách chữa trị của con như vậy thôi. Vậy thì hôm nay con nói như thế thì có các người đến đi theo con để mà họ làm chứng. Vậy thì con xin mời các nhà khoa học hãy hỏi những nhà làm chứng đi, chứ giờ con nói tới đó thôi. Rồi nếu như các nhà khoa học cảm thấy hợp lý thì chúng ta hợp tác nghiên cứu, đưa những người bệnh nhân ung thư đến con chữa trị bằng công nghệ nano một cách miễn phí, yêu thương cho không. Rồi thì xin mời anh Tư. Xin phép công nghệ như thế này, đấy chúng Tường thì cũng đã báo cáo vắn tắt về cái công nghệ của mình khái quát thôi, chứ còn đi vào chi tiết hơn thì đã có cái báo cáo kia rồi. Thế còn theo quan điểm của chúng tôi thì chúng tôi là hội tụ tức lắng nghe nhiều chiều, nhiều phía, và cái kết quả cuối cùng phải là giải được bài toán thực tế, tức là bệnh nhân phải khỏi, chứ còn cũng nói trời nói biển gì mà cuối cùng không có kết quả, không có cụ thể và cũng không được các cơ quan chức năng đánh giá bên thì cũng gọi là để tham khảo thế thôi. Thế thì hôm nay là hội nghị ta thì có hai nhân chứng đi theo, thế và tôi cũng đã vào trong ấy tôi khảo sát nhiều lần thì biết là có hai cái đồng chí hai người cho chính quyền rồi này, cũng chính là có người nhà bị ung thư mà hai ông này cũng đã là giúp cho người nhà đến cái chỗ cơ sở của chúng tôi, thế và chữa thành công. Thế thì bây giờ là các cụ nói rồi, tức là không thầy thì đố mày làm lên, tức là ví dụ không có những nhà khoa học và gọi là đồng ngành về các cái lĩnh vực ung thư rồi vân vân thì chúng ta bàn luận nó cũng khó. Nhưng ngược lại các cụ này nói một câu là chăm hay không bằng tay quen, thế thì tức là thực hành rất trọng những cái giá trị của kinh nghiệm, thế thì chúng ta bổ sung cho nhau, đấy chính là cái ý tưởng của hiệp hội những người nào sáng tạo làm chính là chỗ đó, chứ mà một làng là các nhà khoa học hàng đầu và một làng là những người làm động sáng tạo trực tiếp và trực tiếp làm, thì đây là khoa học thực nghiệm, các chú thì không giỏi về lý thuyết nhưng mà thực hành rồi cũng có lý thuyết nhất định, thế nhưng mà không đi sâu vào lý thuyết, đi vào thực hành, và thực hành đó trên cơ sở là tiếp cận vấn đề như chúng tôi nói, tức là thiên địa nhân hợp nhất là một thể thống nhất trong cơ thể
cũng như mọi vật chất tồn tại trong trạng thái bất động. Nếu ta phá vỡ cái mối cân bằng động đó thì sẽ đi chỗ là bệnh tật thôi. Đấy, chính chúng tôi cũng đã trao đổi rất nhiều lần với các nhà khoa học về ung thư thì các anh đều có cái ý chung như thế. Thế thì bây giờ để đi vào cụ thể thì xin các nhà khoa học cứ hỏi trước hết là về những cái gọi là cách tiếp cận vấn đề và cơ chế vấn đề đối với lại báo cáo chính là trường. Sau nữa thì bằng cái kết quả cụ thể thì các nhà khoa học cũng như chúng ta ở đây có quyền hỏi bất cứ cái câu hỏi nào với lại ai đấy khi bệnh nhân mà đã ra đời. Dạ, bây giờ trước khi các nhà học hỏi hoặc là hỏi nhà anh Tư, hoặc hỏi con, hay là hỏi chính quyền địa phương, hay là hỏi các bệnh nhân, hay là hỏi ông y sĩ Đồng, đại diện bác sĩ Đông Y Nguyễn Đồng, đại diện cho bác sĩ Adam Nguyễn, nhân dân, thì chúng ta xem một cái đoạn clip ngắn của bác Tư đã từng đến cái nơi con chữa trị. Xin mời cho xem cái... Thế bây giờ xin hỏi cháu là cho bác hỏi thăm là cháu chữa bệnh ở đây được bao nhiêu tháng rồi và kết quả cụ thể như thế bây giờ tới thời điểm này so với lúc từ lúc cháu vào đến bây giờ cháu cảm thấy nào, cháu cứ nói hết khách quan. Chị đi từ Mỹ vậy à, cháu đến đây. Cháu nói cầm sát đi mẹ. Dạ. Từ bữa con tới đây chữa bệnh tới giờ là được 10 ngày. Dạ. Nhờ thuốc của mấy bên Tây tặng tình chữa trị như kia. Thì bây giờ con đỡ thì... Đỡ là bao nhiêu phần trăm, hôm nay bao nhiêu phần trăm? Dạ, cũng được 50%. Con bị ung thư về cái gì? Ung thư tràn dịch phổi. Thế cháu đã chữa ở bên kia chưa? Chữa bên kia chưa? Chữa ở bệnh mà không có hết một năm rồi. Chữa mà không giải quyết được bài toán. Mà này tốn nhiều tiền chứ hả? Thế về đây là chúng tôi là chữa không có tiền. Thế đấy là cái phí đại chứ còn gì nữa. Miễn phí không lấy tiền mà mới chữa được 10 hôm. Mà theo như cháu nói là giảm được bao nhiêu phần trăm rồi? Dạ, 50%. Thế thì tuyệt vời, tức là giải được 50% rồi. Cứ để mọi người cho chàng pháo tay để khoan hôn. Thế là rồi, thế là bạn này lưu ý nhá. Và thế bây giờ ở ngoài nãy chúng tôi nói là từ một năm qua đến Út Cà Mau là có lời vào đây chữa bệnh hết. Thì bây giờ tôi xin hỏi thủ đô Hà Nội là có ai ở đây ạ? Là Ban Thắng ạ. Thưa cha và thưa thầy, con ở Nam Định. Tôi thưa quê bác Nam Định đây. Bác Nam Trực. Con vào đây chữa được hơn 20 ngày. Và tình trạng thì con chữa được tầm 60-70%. Cháu bị làm sao? Con ung thư phổi. Ung thư phổi. Dạ, thế là chưa ở Nam Định và chưa các bệnh viện nào người ta nói thế nào? Con xét nghiệm ở bệnh viện phổi trung ương thì người ta bảo con bị ung thư phổi giai đoạn 3B và con có chữa ở nhà Phúc Nam thì con cũng sang giai đoạn 4, nó bị tiến triển sang giai đoạn 4 thì mình vào đây luôn. Thế con vào đây là có bao nhiêu ngày rồi nhỉ? Tính đến thời điểm này là hơn 20 ngày rồi. Hơn 20 ngày. Và thì con tự cảm thấy là con lớn là bao nhiêu phần trăm rồi? Con tự cảm thấy con lớn được 70%. Đấy, thế thì tuyệt vời quá, nó đi hơn cả công nghệ Mỹ và hơn cả những học viên đại học ngay rồi. Thôi được rồi, bây giờ là còn bạn nào ở miền Trung, bạn nào miền Trung nhỉ? Huế Lại nào? Đấy, bạn tên là gì? Cứ nói tự nhiên, nói khách quan. Tên là Nguyễn Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, ở Huế. Ở Huế. Đấy, khám chẩn đoán là giai đoạn 4. Giai đoạn 4 của ung thư cái gì? Dạ, ung thư buồng trứng. Ung thư buồng trứng, giai đoạn 4. Dạ. Tức là giai đoạn gọi là ngóc nghế quan tài đấy đúng không? Dạ. Giờ con vô đây 1 tháng rưỡi. Giờ hình chợ 70% đi đó. Dạ, đấy. Mấy giờ tháng rưỡi, mấy 70% cho chẳng đó ra. Rất cảm ơn em. Dạ. Thế thì em cảm thấy bây giờ người là khỏe mạnh hơn nhiều đúng không? Dạ. Thế mà em thấy là so với này các chữa ở bệnh viện kia thì em thấy là hiệu quả thực sự cái gì? Dạ. Đây là rất cảm ơn em. Mời em ngồi xuống. Đấy, em mới nói là nếu ở ngoài nhà thì là chết rồi. Không ăn vô thì được đấy. Đây là tất cả những cái bằng chứng mà anh Trần Xuân Tư đã đến với chúng con. Nhưng mà con cũng xin mở ngoặc nói thêm là anh Trần Xuân Tư đến lần này để khảo sát, còn trước đây anh cũng đã đến nhiều lần rồi. Chúng ta đã có làm việc với anh Tư rất là nhiều rồi, cho nên
từ hồi em làm với anh Tư là tóc ngắn ngủng bằng anh Tư, hiện nay ra dài tới lửa lưng rồi, cho nên ý nói là làm việc lâu lắm rồi anh Thành. Bây giờ con muốn nói một chút về cháo nano. Vậy thì cái công nghệ này nó hay ở chỗ là cháo nano, thì để mình nghiên cứu cái cháo nano như thế nào. Dĩ nhiên thì trong cháo nano nó có nhiều chất lắm, nhưng mà chúng ta sẽ coi con giải thích cho bác sĩ đông y Nguyễn Văn Đồng từ Mỹ cháo nano như thế nào. Đây là một cái bông lúa trời phú cho nè, bây giờ nó trổ ra đây là nó mới trổ được 10 ngày thôi, bắt đầu tự điêu với ngày cái hạt lúa này nó hãm miệng ra. Nó hạ miệng ra cái nhị lúa này là nướng xương, nướng nắng. Sau khi nướng đủ xương nắng rồi, bắt đầu nó ngậm lại, bắt đầu ở dưới gốc lúa đó, nó mới bơm chất lên. Thì khi nó bơm chất lên đó là hiện nay hạt lúa này nó trở thành sữa nè. Đó, sữa ở đây là thấy không? Đó, thì cái sữa này nè, cái sữa này hiện giờ là hàng trăm chất ở trong này nè. Nó đã nano thành nước. Thấy không? Nó đã nano thành nước ở trong này nè. Đó, cái nước này là thuốc nè, mà đâu có ai biết đâu. Thì cái thuốc này bây giờ nó đang nano chu bóp ra cái sữa nè. Đó, sữa không à. Đó, sữa không à, thấy không? Không lúa sữa không à. Đó, sữa ướt tan nè. Đó, thấy không? Thấy sữa không nè. Thì cái sữa này hiện nay nè, cái sữa này là tinh chất của trời nè, là nắng gió sương qua cái nhị này nè. Đúng không? Rồi cái sữa, cái nước này là từ dưới này nè, chất ngọt, chất đường, chất khoáng, chất béo, chất chua, chất gì lúc ở dưới đất này nó mới hội tụ lại thành một, nó ngậm vô trong một lúa. Thì khi nó ngậm vô trong này bắt đầu nó cho nano, trời ông trời cũng cho nó nano thành một, hoàn nguyện thành một. Thì sau một thời gian nó đông đặc, nó chín cứng, thì đôi khi nó cứng thành hột gạo. Thì mình ăn gì mình ăn, mình đâu biết trong ngày là thuốc. Nhưng mà chưa, từ cái chỗ này mình mới cho nano ra một lần nữa thành cái hơi nước. Nấu thành cháo đó. Nấu thành cháo, mà không phải nấu thành cháo mà phải giữ cái hơi nó lại, để cái hơi nó thành nước. Thì khi đó tức là kể như nó bốc hơi lên rồi cho nó lại ở trên lại thành nước. Nó thành nước, thì cái hơi đó chính là thuốc trị ung thư, trị nan y. Và trở lại còn lại cái bã cháo này là nuôi sống mình, còn cái nước đó là thuốc thuộc trị các loại nan y. Ở đây chúng con với cái phương châm của chúng con là yêu thương và cho không. Chúng con mong mọi người biết tới, mong mọi người biết tới để cứu đời, cứu người. Bản thân con là linh mục mà, con là linh mục mà tại sao con phải nghiên cứu bên đây? Bởi vì con thấy linh mục không giải quyết được cái đau khổ của con người một cách đó là rõ ràng. Chỉ đọc kinh giữ linh hồn cho họ thôi thì nó chưa đã. Cho nên bây giờ chúng ta muốn giữ được linh hồn của họ, chúng ta phải giữ cái xác trong sạch. Họ không đau khổ mình ta thì đương nhiên tự họ giữ linh hồn, chứ mình cần gì phải giữ linh hồn. Không phải là sáng tạo không Tư? Sáng tạo vô cùng đó nè. Chúng ta làm cho thân xác họ mạnh khỏe thì đương nhiên họ có cách họ giữ được cái tâm hoặc trong sáng. Anh Thành có đồng ý chỗ này không? Vậy thì khi chúng ta nghiên cứu được chỗ này thì đương nhiên là tự mỗi người giữ linh hồn. Mỗi người là linh mục chứ đâu cần mình là linh mục nữa. Đó này, mỗi người lo sống tốt, lo cứu đời, lo cứu người, lo cứu đất nước, lo cứu tất cả. Và giờ đây chính quyền nhẹ nhàng hơn nữa. Đó này, chính quyền coi như là cuộc đời của chính quyền phải vô cùng, đâu cần phải giữ tự mỗi người giữ tốt mà. Bây giờ chúng ta coi một cái loại dược thảo xà đen mà chúng con trồng tại nhà. Chúng con trồng rất là nhiều dược thảo nhưng mà chúng con rất tiếc là không có cơ hội quay nhiều. Dự kiến là trồng mấy mẫu xà đen, mấy mẫu, nhưng mà hiện tại thì nó có một mẫu rồi. Bây giờ còn dự kiến là sắp tới đây sẽ trồng 2 mẫu nữa là 3 mẫu. Như vậy là cái dược thảo xà đen chúng ta là phủ phê. Sau đó chúng ta có thể chúng ta làm một cái nhà, cái company, nhà máy để chúng ta sản xuất thuốc của nhà. Tại sao? Tại vì cái công nghệ này, công nghệ nano này không chữa trị cho em bé từ 0 tuổi cho đến 18 tuổi. Lý do là sao? Lý do em bé từ 0 tuổi đến 18 tuổi nó không ý thức cái mạng sống nó cần. Cho nên mình biểu nó uống nước, ngàn lít nước, 2 lít nước nó không chịu. Nó uống một bữa thôi, bữa thứ hai nó chán, nó không uống. Vậy thì khi nó chán, nó không uống thì đâu cứu được nó nữa. Mà công nghệ này, công nghệ nano này cần nước để thanh tẩy cái tế bào siêu độc đó. Vậy thì chúng con phải nghĩ ra cái cách là chúng con làm một cái nhà máy sản xuất thuốc viên con nhộng.
bằng cháo nano, bằng dược thảo nano, bằng cây trường ngay để chúng con giúp cho các em thiếu nhi từ 0 tuổi cho đến 18 tuổi. Và hồi nãy chúng ta nói trở lại chút, hồi nãy chúng ta nói là chúng ta bị bệnh ung thư, là chúng ta bị các bệnh nan y, là chúng ta đi trái với quy luật tự nhiên, là chúng ta ăn sai thức ăn. Vậy thì có những người ăn trúng thức ăn, tại sao họ không bệnh? Ê, xin lỗi, có những người ăn động vật cho đến ngày họ chết luôn mà sao họ không bệnh ung thư? Một câu hỏi đặt ra, đúng không nè? Vậy có những em bé mới đẻ ra chưa có ăn gì ra sao bệnh ung thư? Một câu hỏi đặt ra nữa, không nè? Vậy có những người ăn đúng thức ăn là ăn cái cỏ đó mà sao cũng bị ung thư? Câu hỏi đặt ra nữa để dành đó nhé. Rồi chúng ta coi cái clip xả đen nhé. Coi clip xả đen. Anh chị em nhìn thấy cái đám thuốc xả đen xanh mà nó lên như vậy mà có khả năng là không đủ thuốc. Thì thưa anh chị em, hiện tại bây giờ phòng khám của cha là có khoảng 15 ca bệnh nan y, mà đại đa số là khối u vú và ung thư. Thế thì có khoảng phân nửa, 15 ca đó có khoảng phân nửa là đã di dời đến nơi cha ở để mà mướn nhà trọ, để mà trực tiếp mỗi ngày gặp thầy Du Xe Nguyễn Tấn Thanh, đó là thầy lương y trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân. Thì qua kết quả cho cha thấy được một điều cha rất là mừng, là đại đa số là các bệnh nhân đều có phần thuyên giảm rất là tích cực. Ý cha muốn nói rằng là có một chiều hướng là sáng sủa hơn, có nghĩa là khởi sắc hơn trong khi đang mang cái căn bệnh ung thư. Thì khi uống thuốc xả đen này hoặc uống những cây thuốc nối này, mà đặc biệt uống thuốc tươi, thì nó có một cái chiều hướng rất là tích cực, tức là nó đang trên đường hoàn thiện để mà hết dần. Thì cha cũng rất là phấn khởi, cha cầu nguyện cho mọi người bệnh, và cha cũng nung đúc tinh thần những người bệnh hãy cố gắng mướn nhà trọ ở để mà trị cho hết bệnh rồi về. Ý cha là như vậy. Xin lỗi, ý con là như vậy, là con quen nói chuyện này. Ý của con là như vậy đó các ông các bà đây. Thì con làm sao con cầu nguyện cho họ thôi. Còn cách chữa trị thì con đã nghiên cứu ra được rồi, có các bác sĩ đã phê chuẩn, của Việt Nam phê chuẩn và các bác sĩ nước ngoài đã phê duyệt rồi. Thì bây giờ phần con là con chỉ cầu nguyện thôi. Còn các lương y điều trị trực tiếp ở nơi con là tới 6 lương y, là ở trong này con ghi tên là 6 lương y điều trị trực tiếp. Tụi nó hỉ mũ chưa sạch xong rồi, nhưng mà may mắn là nó theo con là nó ăn cây cỏ với con, rồi con dạy cho nó chữa bệnh. Thì như anh Tư đã biết, đây là một lương y điều trị trực tiếp là đang quơ cái máy đó. Cho anh tặng ngón tay nè. Thế tụi nó vui lắm, nó cười hỏi sao khi chữa hết bệnh rồi, hỏi vui không con? Vui lắm. Con nói bây giờ mày chữa cho mày ung thư mày chữa cho mày, mày hết mày mới vui. Nó dễ, con bị liên quan cây cỏ, nó biết cách nó khống chế, nó biết cách nó khống chế, nó khó bị lắm. Vậy đó là những cái mà tụi con đặt ra. Nói chung tụi con cũng còn rất nhiều cái hiểu về công nghệ này, nhưng mà rõ ràng như các bác thấy thời gian mình không có. Giờ nếu mà con đứng đây con nói hoài nhàm chán lắm, bây giờ con mời các bác nói để cho nó hấp dẫn hơn. Bây giờ con mời bác Thanh. Ok dạ. Yeah. Đấy, xin giới thiệu với này hội nghị. Anh Thanh là tiến sĩ kinh tế, là một trong những đồng chí rất tâm huyết với những cái hiệp hội lao động sáng tạo này. Thế thì anh Thanh không đồng bằng. Kính thưa tất cả các quý vị, kính thưa các trường. Tôi thì sẽ có một cái duyên, tức là là một cái người nghiên cứu về khoa học hệ thống. Và cũng có một cái duyên nữa là có lẽ từ khi sinh ra cho đến bây giờ là gặp rất nhiều cái thiên nhiên và cây cỏ. Cho nên là trong cái đầu của tôi ấy, là khi nào mà xếp cao nhất là chữa bệnh không dùng thuốc. Tiếp theo nếu phải dùng thuốc thì bao giờ tôi nghĩ tới thuốc nam, nghĩ tới cây cỏ. Và tôi thì nghiên cứu về khoa học hệ thống cũng được khoảng 40 năm rồi. Thế nhưng mà rất nhiều người người ta sợ là như vậy tôi quá tưởng tượng. Thế nhưng vừa rồi thì bắt buộc tôi phải giải một cái bài toán này.
tức là mẹ tôi bị ung thư phổi. Mà bác sĩ thì là chụp X quang thì là cái khối u của phổi đã khoảng 1 cm rồi, mà nó nằm ở cuống phổi bên phải. Và như vậy cũng được ra tường là như vậy là làm thế nào mà chọc vào sinh thiết được, yeah. Làm sao để có thể cắt được mà mẹ thấy trên 80 tuổi rồi. Và cộng thêm đó nữa là còn có dịch tràn phổi nữa. Và như vậy thì mẹ thì và tôi cũng nghĩ tới một điểm này, tức là bản thân mỗi một hệ thống thì vấn đề là vấn đề tế bào ung thư nảy sinh trong cơ thể của chúng ta thì nó là vấn đề của chúng ta, đúng không? Và do vậy thì bản thân xíu ạ, hai nhà khoa học của hiệp hội cũng vì lý do giao thông nên anh đến muộn. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Công Cát và cán bộ giảng dạy Học viện Kỹ thuật Quân sự Lã Quốc Tuấn, đại tá quân đội, mời anh vào kiểm nghiệm. Xin mời bác Thanh tiếp tục. Thế thì như vậy là rõ ràng là đây là vấn đề của hệ thống. Và vấn đề của hệ thống thì trước hết là phải chuyện giải quyết bằng cái giải pháp hệ thống. Và giải pháp hệ thống đó trước hết phải chính là cơ thể của người bệnh. Và người bệnh phải tự chữa bệnh cho chính mình. Và như vậy thì thầy thuốc rõ ràng chỉ đứng ở vị trí của người thứ hai thôi. Cho nên lúc đầu tôi định viết một cuốn gọi là Tôi chữa bệnh ung thư phổi cho mẹ. Nhưng mà sau đó tôi nghĩ rằng đúng cái tiếp cận hệ thống phải là mẹ tôi chữa bệnh ung thư phổi thì mới đúng. Tức là chính mẹ mới là chủ thể của chữa bệnh ung thư phổi. Và trong cái con đường tiếp cận đó thì tôi cũng thấy có một cái đồng cảm rất lớn với cha Tường. Tức là chúng ta trở lại với tự nhiên, trở lại với chính bản thể của mỗi chúng ta, và trở lại với chính môi trường sống của chúng ta. Cho nên tôi xem rất kỹ các cái video của chỗ cha Tường, yeah. Thì tôi thấy rằng cái môi trường ở đấy chính là môi trường thiên nhiên. Xung quanh toàn là đồng lúa, yeah. Toàn là cây cỏ. Và chính cái đó mới chính là môi trường chữa bệnh, chứ không phải bốn bức tường của bệnh viện mới là môi trường chữa bệnh. Và do vậy giải pháp của chúng ta là phải đẩy vấn đề ra khỏi bệnh viện và áp dụng một bệnh viện không tường để chữa bệnh. Chứ còn nếu chúng ta kéo vào bệnh viện thì bắt đầu chúng ta cắt để, đúng không? Chúng ta hóa đi, chúng ta xả trị. Nhưng chúng ta càng làm thì chúng ta càng thất bại. Và cái thành công có thể nói là không nhiều. Thế thì tôi thấy rằng là cái thứ nhất ý, là tôi thấy rất tâm đắc với chỗ cha Thương. Và có thể nói những kết quả đó nó chứng minh một điểm đó, là cái môi trường chữa bệnh chính là môi trường tự nhiên. Và tôi đề nghị là phải thêm một cái điểm, một cái yếu tố đầu tiên nữa để chữa bệnh, đó chính là không khí trong lành, yeah. Chính không khí trong lành mới là yếu tố số 1, yeah, của chữa bệnh ung thư. Tức oxy đấy. Và tế bào ung thư rõ ràng nó phát triển trong môi trường kín khí, tức là môi trường thiếu oxy. Và người bệnh khi bị ung thư là về tâm lý thì nghĩ là mình chết đến nơi rồi, yeah. Và do vậy là toàn nằm bắt tay lên trán để nghĩ ngược nghĩ xuôi, lại không vận động nữa, lại thêm kỵ khí. Cái thứ ba là nếu như vào bệnh viện thì như vậy là áp lực của rất nhiều người đến thăm, người khỏe đến thăm rất nhiều, và do vậy người khỏe cũng hút hết oxy của người bị bệnh, do vậy cũng rơi vào kỵ khí. Và nếu như rơi vào kỵ khí thì như vậy tế bào ung thư phát triển thiếu oxy. Và do vậy cái chính của công nghệ chúng ta đấy, yeah, là phải trở lại với thiên nhiên, yeah, và làm cho môi trường không khí của chúng ta trong lành và tăng oxy lên. Thì tôi nghĩ đấy là một cái giải pháp số 1 của chữa bệnh. Và tiếp theo tôi rất đồng tình với giải pháp của cha Tường và các cái giải pháp khác, đó là chúng ta phải kiềm hóa môi trường cơ thể. Thực chất là cháo nano là một cái cách để chúng ta kiềm hóa môi trường cơ thể. Ăn cây cỏ chẳng qua là kiềm hóa môi trường cơ thể. Còn nếu mà chúng ta không làm được cái điều đó thì đương nhiên tế bào ung thư phát triển, bởi vì tế bào ung thư phát triển trong môi trường acid, yeah. Càng ăn thịt nhiều, càng bồi dưỡng nhiều thì càng trong chết. Mà do vậy đó là cháo đang nuôi, yeah. Nhưng mà tại sao lại là cháo trắng? Tại sao không phải là cháo đỗ đen? Tại sao không phải là cháo đỗ má? Tại sao không phải là cái cháo khác mà lại là cháo trắng? Có lẽ cháo trắng cũng là một trong những điểm mà có lẽ chúng ta cần phải nghiên cứu. Theo tôi ấy, thì cái cháo trắng tính dương nhiều hơn.
màu trắng mà thì rất nhiều hơn. Và còn như vậy thì còn một cái điểm thứ ba là tế bào ung thư phát triển trong môi trường lạnh. Và tôi xin đưa ra một giả thiết này là tế bào ung thư là tế bào âm. Và do vậy thì giải pháp, hệ giải pháp chúng ta là phải làm nóng toàn bộ cơ thể. Từ uống, từ khí, từ ăn, từ uống, tất cả mọi cái ta làm nóng, kể cả môi trường sống. Và như vậy là tránh lạnh. Thế thì có người nói rằng là Singapore thì họ chữa bệnh ung thư trong môi trường lạnh. Thế tôi hỏi là có thành công không? Có anh bạn Lê Quốc Vinh là có bố làm ung thư, bố bị ung thư đưa sang Singapore chữa. Thì tôi có chia sẻ cái điểm này thì anh ta nói rằng bố em làm mất cái gì 6 năm rồi. Như vậy môi trường lạnh chỉ làm giảm đau cho người bị ung thư mà thôi. Chứ còn môi trường lạnh không chữa được tế bào ung thư. Do vậy chứ có lẽ là cái môi trường tự nhiên của ta chính là cái nhà cây cỏ này đấy. Không có điều hòa đúng không ạ? Mưa đồng gió lộn đúng không? Rồi ánh nắng mặt trời mới chính là những giải pháp tổ hợp để chúng ta chữa ung thư. Và như thế thì rõ ràng chúng ta áp dụng một bệnh viện gì ạ? Giải pháp chính là bệnh viện không thường. Đấy, có mấy ý hay chứ không chính là một cái bệnh viện mà như vậy là gắn liền với thiên nhiên và cây cỏ. Chứ không phải chúng ta nhốt bệnh nhân của chúng ta trong bốn bức tường. Dù bốn bức tường đó xung quanh chúng ta có vẽ hoa, vẽ gì thì chắc nữa cũng không thể nào bằng tiếng cười và màu xanh của cây cỏ. Thế thì như vậy rõ ràng chúng ta phải tiếp cận cái chữa ung thư dưới một góc độ khác. Ở đây thì tôi xin có một cái điểm mà muốn đặt ra thế này. Tại sao trong môi trường thí nghiệm thì tế bào ung thư chết rất nhanh, nhưng ở trong môi trường tự nhiên, môi trường của cơ thể người thì tế bào ung thư sống lâu hơn? Cái thứ hai là như vậy là rõ ràng của chất thường có tách gia đình ra, đúng không? Gần như 3 tháng đó là tách gia đình, và gần như 3 tháng đó là ăn cháo trắng, đúng không? Như vậy là rõ ràng là môi trường tách. Nhưng mà chúng ta thử trở lại một vấn đề là trở lại với môi trường tự nhiên thì cái bệnh ung thư đó sẽ phát triển thế nào? Liệu kết quả của chúng ta có bền vững không? Đúng không? Có rất nhiều trường hợp là 2 tháng tôi thì như vậy là 1 tháng tôi X-quang trở lại thì mẹ tôi tế bào ung thư đã tiêu đi rồi. Như vậy 1 tháng đã tiêu tế bào ung thư. Thế nhưng mà trong môi trường tự nhiên thì liệu tế bào ung thư đó có sống lại không? Cái u lành trở thành u ác, và u ác thì có trở thành u lành như ta chứng minh là có thể u ác trở thành u lành, nhưng liệu u lành tính có trở thành u ác không trong cái tương tác này? Và như vậy thì rõ ràng ở đây ta có một cái là như vậy, nếu trong thí nghiệm này về cái chỗ chữa bệnh của chất thường này, và còn một cái điểm nữa rất quan trọng là sắp tới là ta đưa vào bệnh viện, đúng không? Đấy. Và hiện nay ta đang đưa vào bệnh viện thì tôi thấy rằng cái chữa bệnh ở bệnh viện là chữa bệnh ung thư hiệu quả thấp. Thế thì mấy cái thí nghiệm như vậy thì tôi xin thấy ở cái hướng này thì rõ ràng á là tiếp cận hệ thống trở thành một vấn đề rất quan trọng, và môi trường tự nhiên lại trở thành rất quan trọng, kéo ra khỏi bệnh viện lại trở thành rất quan trọng, gắn liền với thiên nhiên lại trở thành quan trọng. Thế thì chia sẻ với một số ý kiến với tất cả các quý vị như vậy thì hiện nay thì mẹ tôi cũng đã vượt qua được 3 năm rồi. Nhưng mà tôi thì tôi vẫn đang lo một cái là khả năng tái sinh trở lại của tế bào ung thư, đặc biệt là sau 2 năm. Sau 2 năm và 3 năm tôi khác với gia đình một chút là tôi chữa trong môi trường tự nhiên. Tức là hai ông bà vẫn sống với nhau, tôi ở Hà Nội. Nhưng mà khi nào lo lắng ấy, lo lắng là khi mẹ bị đau thì đó là trạng thái báo hiệu, ví dụ như vừa rồi có kêu đau đầu này, rồi là trở thành tức ngực này, và như vậy tôi lại lập tức phải về ngay, bởi vì chữa bệnh là như cứu hoài, chữa bệnh phải rất nhanh chóng và đúng hướng nhưng lại phải nhanh chóng, mà nhanh chóng nhưng lại phải rất thận trọng. Thế thì tôi rất ủng hộ cái cách làm của Giác Lượng và các công sự. Những cái thành công vừa rồi là một cái khẳng định rất là hùng hồn, một cái khẳng định rất là chắc chắn, phương hướng chữa bệnh đó là đúng đắn. Bởi vì suy cho cùng là vấn đề quan trọng là chữa khỏi bệnh. Đúng rồi. Kết quả là giải được bài toán. Kết quả là quan trọng nhất. Giải được bài toán. Giải được bài toán đó là quan trọng nhất. Chứ còn không quan trọng ở chỗ chúng ta dùng cách gì. Mà cái khó nhất chính là lại tìm ra cái giải pháp đơn giản cho một vấn đề phức tạp. Thì đấy mới là quan trọng.
À, như vậy thì ở đấy tổ chức chia sẻ Việt Nam chúng ta có tiềm năng để phát triển trong hướng này, đúng không? Bởi vì chúng ta đi sau của công nghiệp hóa, nhưng mà chúng ta lại có tiềm năng để đi trở lại những vấn đề lớn hơn, đó là trở về với tự nhiên, trở về với chính cái hệ thống của mình, và chúng ta giải quyết những vấn đề của đất nước mình, và thông qua đó thì giải quyết những vấn đề của nhân loại. Và như vậy thì tôi nghĩ rằng cái tư duy tổng hợp ấy, chứ không phải tư duy phân tích. Nếu chúng ta tư duy phân tích thì chúng ta để tiếp cận là cắt này, cũng là phân tách. Hóa trị và xạ trị là diệt, cũng là phân tách. Nhưng còn tư duy tổng hợp là coi tế bào ung thư như là trong hệ thống của mình. Và do vậy chính cái hệ thống đó được tác động, tạo ra những điều kiện, những môi trường mới để cho cái cơ chế của hệ thống nó tự điều chỉnh. Và tế bào ung thư tự theo, khối u tự theo. Và như vậy cái bài toán điều khiển đó chính là bài toán thay đổi cái môi trường của hệ thống. Mà khi ta thay đổi môi trường hệ thống đó, chúng chính là chúng ta đã hiểu rất rõ cái điều kiện tồn tại và phát triển của tế bào ung thư, thì tác động vào những cái cách như vậy. Và tôi xin tổng kết lại đó là: trước hết là chống kim khí, thứ hai là chống môi trường axit, và thứ ba là chống lạnh, đặc biệt là lạnh đám ma, đặc biệt là lạnh đám ma. Và cụ Tuệ Tĩnh ấy, là từ thế kỷ 15 cụ đã tổng kết rồi, là các bệnh nhân u bướu là phải kiêng lạnh đám ma. Đấy, cho nên cái chỗ này là cái chỗ trong chữa bệnh mà chúng ta phải tắt. Đấy lại là cái ta có thể áp dụng được cái đó. Thì làm thế nào để trong tổ hợp của các giải pháp đó, thông qua chính cái hệ thống mà chúng ta chữa. Thì tôi rất mừng là ở chỗ là chị Gia Tường là đến là trong nước mắt, mà ra về là trong hân hoan. Và ra về trong hân hoan là chỗ là làm thế nào để trong môi trường tự nhiên vẫn tiếp tục được hân hoan nữa. Là bởi vì môi trường tự nhiên có rất nhiều biến số phá chính cái môi trường của chúng ta như vậy. Ví dụ như lối sống, đúng không? Thói quen ăn thịt, thói quen bồi dưỡng, thói quen của những người thân, rồi thói quen cố bàn, thói quen nhậu nhẹt, đúng không? Rất nhiều những thói quen khác mà nó sẽ phá cái môi trường mà chúng ta đang tạo ra, mà cha thường đã tạo ra vậy thì chính cơ sở như vậy. Và chính vì thế thì không. Thì tôi nghĩ rằng như vậy rõ ràng chúng ta cái công cuộc chống ung thư là một công cuộc của cả một đất nước, cả nhân loại và cả xã hội. Nó phải thay đổi rất nhiều vấn đề, chứ không phải chỉ vấn đề là thầy thuốc mà thì ở đó lại là một vấn đề lớn hơn. Nó liên quan đến công nghiệp dược, nó liên quan đến nhiều yếu tố khác nữa. Liên quan đến lối sống, liên quan triết lý sống, liên quan nhiều thứ. Thì tôi nghĩ rằng đó là một bài toán tổng thể mà chúng ta phải giải trong cả chính sách của quốc gia nữa, trong cả một nền y học nữa, chứ không phải chỉ là một vấn đề một kiểu chữa bệnh hay là một con người cụ thể. Mặc dù tất cả cái đó nó có quan hệ chặt chẽ nha. Thì một lần nữa xin chúc thành công của cha Tường và các cái công sư. Tôi tin rằng cái hướng chữa bệnh này sẽ là hướng chữa bệnh của nhân loại trong thế kỷ 21. Câu này rất đặc biệt. Thay mặt cho cái đoàn chủ trì thì chúng tôi thấy thế này. Đấy đồng chí Thanh là nhà khoa học nghiên cứu rất sâu về hệ thống, cho nên là tiếp cận vấn đề một cách theo tôi nghĩ là nó rất tự nhiên. Đấy, và nó rất chặt chẽ, rất chu đáo, bởi vì bản thân mỗi con người là tiểu vũ trụ thì phải tuân thủ cái quy luật của đại vũ trụ và quy luật của tạo hóa. Thế thì bây giờ chúng ta chữa bệnh là chúng ta gì? Điều chỉnh cái mối cân bằng động. Nếu mối cân bằng động nó bị phá vỡ, tức là sinh bệnh. Thế bây giờ chúng ta đưa vào như thế nào, đưa vào cái gì để tạo ra cái sự cân bằng. Thế thì tôi thấy ý kiến anh Thành cực kỳ hay, và đấy chính là cách tiếp cận của những người lao động sáng tạo Việt Nam. Chúng tôi đi theo cái hướng đó, và thực tế anh Thành cũng đã giải quyết thành công cho mẹ được ở cái 3 năm vừa qua. Thì tôi nghĩ đấy cũng là một cái thắng lợi. Bên cạnh đó thì chúng tưởng làm được những việc đó thì anh Thành cũng đã cảm thấy là rất tuyệt vời. Thế thì bây giờ thế này, để coi là trong nghe cũng mà một thấy bây giờ hai bệnh nhân, hai bệnh nhân sẽ cho ý kiến chiếm mi cho hai bệnh nhân. Trước khi hai bệnh nhân ý kiến đó thì con xin tiếp lời của bác Thanh chút. Trước tiên là chúng con cảm ơn bác Thanh đã đồng tình với cách chữa bệnh của chúng con về mọi thứ. Nhưng bác Thanh còn một cái thắc mắc về cháo nano đó, tức là nghiên cứu về cháo nano chứ. Thì ở đây bác sĩ Nguyễn A Răng từ California đó đã cố gắng cho chúng con một chút về cháo nano. Ở trong cháo nano có hai thành phần, đó là chất dinh dưỡng và nước.
chất dinh dưỡng thì nó có hai chất tinh bột, amylo và amylopectin. Khi vào cơ thể nó sẽ chuyển hóa thành đường gluco. Đó là cháo nano nó là như thế. Và trong cháo nano nó có 8 chất đạm cần thiết mà cơ thể con người không thể chế tạo ra được. Đó là leucine, isoleucine, lysine, methionine, pentylenine, tonine, tryptophan, valine. Đó là 8 chất này mà cơ thể không tạo ra được mà trong cháo nano đã tạo ra được. Và bác sĩ Alan Nguyễn đã khẳng định điều này với điều kiện chúng con đã làm thức ung thư. Và bác sĩ Alan Nguyễn có nói rất là rõ ở trong cái lời bình đó, lời bình ở sau cuốn này, xin mời các nhà khoa học đọc giùm con nha, đọc giùm con. Thì chắc có lẽ là một ngày đẹp trời nào đó con cũng mời bác sĩ Alan Nguyễn về đây để bác sĩ Alan Nguyễn học thêm các nhà khoa học ở Việt Nam nữa. Bây giờ con xin mời cha mời con Điệp, con lấy cái mi cho cô Điệp, mi này tiếp mi đây nhìn rồi, chuyển mi cho cô Điệp. Điệp à, con đã chữa bệnh bao lâu, con chữa bệnh như thế nào, con có tự khai cho các nhà khoa học biết nhé. Dạ con xin kính chào các nhà khoa học. Dạ con kính thưa các bác, con đến ngày hôm nay là con điều trị được 3 tháng rưỡi. Trong quá trình 3 tháng rưỡi là con trước đó là con đang điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng mà con thấy tình hình sức khỏe của con nó một ngày một xuống và không có sức khỏe để mà hóa trị, trong khi khối u của con rất là lớn, không mổ được. Thì các bác sĩ mới chọn cái phương án là vô thuốc trước, rồi là hóa trị, vô hóa trị trước, rồi là khối u nó gom lại rồi mới mổ. Nhưng mà con vô được 3 toa thì không có thấy gom mà cứ thấy lớn ra, cho nên là con thấy được cái tình hình sức khỏe cũng không có nữa. Và con thấy được ở bên cha Tường là nơi điều trị ở bên cha, thì con mới đưa đi xuống đó. Thì cha nhận và con đã được điều trị trong 3 tháng rưỡi. Thì trước đó con vô thì khối u con rất là lớn, nhưng bây giờ nó nhỏ lại, còn có chừng bằng quả trứng thôi. Nhưng con đang trong thời gian điều trị, và sau cái chuyến đi về này thì con sẽ làm thủ tục để chuẩn bị xuất viện. Thì khi con đã được làm tính, trong cái khối u của con hiện tại là nó không có còn hẳn như cái 3 tháng điều trị vừa rồi. Bây giờ nó trở về cái con đường lành tính, đang đi con đường lành tính rất là khỏe và không còn hẳn mình nữa. Và khối u nó rất là nhỏ lại và nó khô dần. Và điều gì hả chị? Dạ con bị ung thư vú á. Rồi, ok, cảm ơn con nhé. Vậy thì rõ ràng bác Thanh ơi, một người bị ung thư mà đứng nói chuyện như thế mà chuẩn bị làm giấy ra viện là có phải là không tưởng không? Chứ chắc mình đặt bệnh viện không tưởng đi, thì đâu có ai tưởng ra chữa hết đâu nè. Cảm ơn bác cho con hai từ này, bệnh viện không tưởng. Dạ. Bây giờ cha mời một người Thắng sáng con trình bày cho các nhà khoa học đầu ngành cả nước đi con. Con nói gì con nói tự nhiên thôi. Dạ, con ở Bến Tre, quê Bến Tre. Hồi đó con bị bệnh khám là bệnh ung thư đại tràng con gan. Rồi đi bệnh viện Kiều An á, ở thành phố Sài Gòn á, là người ta nói là phải làm sàng mổ. Đây con cũng lên vô bệnh viện mổ. Nhưng mà mổ ra thì khối u nó độc quá, thì người ta nói lại lắp lại là không có cắt được, thì thông lại cho cái đường ruột, thì mới nằm ở bệnh viện Kiều An được 8 ngày. Thì con mới lên mạng thấy là cha Tường trị về ung thư, thì con mới xin lên cha Tường trị. Nay con được 2 tháng, nhưng mà trong điều trị thì 2 tháng đó thì con có hiệu quả. Từ cái ngày đầu vô thì nó cũng có giật giả như đau nhói, thì sau đó thì nó cũng điều trị qua bên cháu nano cũng được 1 tháng thì nó dần dần nay là nó đã được 60-70% thì bệnh
mà chuyến này thì cha đi hội thảo ra đây thì cha nói là về chắc là lấy như cám lại là cha cho xin xin chuyện về. Mà đây thì bây giờ con là rất là hoàn toàn là khỏe, tại ngày hôm qua là con có đi hết cả cái đi du lịch Hà Nội và ở đây là con đi xe đơn là con chạy và có 2-3 tiếng hồ là có đơn chậm mà sáng lại là không có gì. Cho trời hoa tài em không còn nữa. À đấy, tức là qua qua một số bệnh nhân thì cũng đã chia sẻ những cái điều như thế, thì tôi nghĩ là thực tế là tương tự của chân lý mà trong hai người tay quen nhất là đúng như ta vừa chia sẻ. Thế thì ta phải tiếp tục nghiên cứu tiếp. Thế thì bây giờ tôi xin mời một trong hai vị chính quyền đây, một vị trước là chủ tịch hội chữ thập đỏ của cái xã gọi là Vĩnh Kim ở tỉnh Trà Vinh. Thế thì anh, một trong hai anh chia sẻ cho ai cũng được. Thế có khi là đồng chí chủ tịch xã đi, đồng chí chủ tịch hội chữ thập đỏ xã Vĩnh Kim. Anh. Trước hết thì tám xin chào tất cả anh chị em cô bác trong hội trường và chào trân trọng nhất. Dạ, kính thưa tất cả là các anh các chị các em là cô dự cái hội thảo hôm nay, nhưng đặc biệt nhất là tám rất là vinh dự lần đầu tiên tám mới bước chân vào cái thành phố Hà Nội, nhưng cái ước nguyện từ đó giờ cũng là làm cuộc cách mạng rồi, nên nay là trên 70 tuổi rồi, thành ra chính thế là lần đầu tiên mà được đi bên này dự, lần đầu tiên mới được danh dự mà được ra cái thành phố Hà Nội, nhưng ước nguyện ra làm sao được viếng lăng bác đầu tiên, nhưng bữa nay rất là tội nguyện, rất là một cái là trong cuộc đời rất là được ngày qua được đi viếng lăng bác là một cái điểm phúc cho tám, là cuộc đời đã là mãn nguyện. Rồi về điểm phúc thứ hai thì được là ngồi trong này cái hội thảo, được là đi dự cái hội thảo mà cùng với các anh các chị các cô chú là những nhà khoa học trí thức về nghiên cứu về cái lĩnh vực là ung thư, bên cạnh cùng với một đường thì rất một cái điểm phúc cho tám, được là ngồi và được nghe và được tiếp thu những cái ý kiến, những cái thông tin về cái ung thư, thì đó một điều điểm phúc là mình được. Tuy nhiên mình không làm được nhưng mình rất là học hỏi, sau này những khi mình có một phương pháp nào đó mình chỉ bà con hướng dẫn cách thức cái điều trị cũng đó một điều tốt. Tuy nhiên chúng ta là không khả năng làm được, nhưng chúng ta cũng học hỏi được các lĩnh vực cao, các cái nhân trí thức của các cô các chú đây mà được truyền đạt kỹ năng chung với trong hội thảo này, đó cũng điều quý của tám. Thì tám cũng xin chia sẻ chút xíu về phần mà bên đó là người vợ. Thì trước tiên người vợ cũng có bệnh là coi như là bệnh là đi tới bác sĩ thành phố rồi đi trị là về là cái bệnh là coi như là huyết áp cao là động não đó. Thì thật sự mà nói thì nó đi vợ đi hai chứng bệnh, một là huyết áp cao, hai vậy là cái hệ thống là cái tai biến. Cũng đi tới bác sĩ thành phố thì đi điều trị, tuy nhiên điều trị thì cũng có nhưng mà nó cũng có thiên giảm, rồi những khi nó tăng lên thời gian cũng đi một năm mà. Thật sự nói tôi đi liên tục đi hoài luôn mà thấy nó cũng vừa giảm vừa khi còn thuốc thì uống thì nó giảm, hết thuốc thì nó tái lại. Chính vì thế khi mà cái phòng khám này ra thì cho vợ đi thì điều trị chỉ có trong vòng là 3 tháng. Thật sự mà nói 3 tháng, trong đó 3 tháng thì cũng ăn cháo nano, thật sự ăn luôn thì cũng dẫn đi khi trị như dẫn đi lên tới bệnh viện 115 á, với thành phố thì khám thì nhưng là từ rồi bác sĩ hỏi của sao mà lại là trị sao mà lại nó hết rồi. Thật sự nó bác sĩ vừa trị uống thuốc đó nhưng mà thời gian thì nó không thấy là được thiên giảm, nó cứ còn thuốc thì uống mà hết thuốc thì lấy, nhưng mà thật sự đi lại tới phòng khám của là lĩnh vực đây thì uống nay là nó hết khỏi hẳn luôn. Thật sự là báo trong cái hội thảo chúng ta nắm là coi như vợ này là hoàn toàn là bình phục lại bình thường khỏe tắm luôn, đó là cũng là để thông điệp cho tất cả trong hội trường chúng ta nắm về cái phần là của vợ. Thì không có gì hơn thì sau cùng thì trước rồi kính chúc tất cả trong cái hội trường chúng ta được dồi dào sức khỏe, cũng hy vọng rằng được tiếp thu là để bắt tay cùng nhau để chúng ta để hoàn thiện để làm được cái công trình là trị ung thư để giúp cho cái nhân loại chúng ta trong đất nước hiện nay chúng ta được cái hoàn hảo đó. Điều tám cũng rất mong muốn vậy, xin trân trọng chào. Vâng. Tiếp theo chương trình thì tôi đề nghị thế này, tức là ta cứ chia sẻ thoải mái
trên tinh thần bây giờ tôi xin giới thiệu một cái người mà nãy tôi đã giới thiệu như là cô Phong. Cô ấy cũng chữa rất đơn giản thôi. Tức là ta nhớ là Einstein có một cái câu nói bất hủ thế này: ta quy tất cả những cái phức tạp về cái đơn giản để ta giải quyết, nhưng cái cuối cùng vẫn là giải được bài toán hay không. Cái điều đó là điều quyết định nhất. Thì bây giờ mời bạn Phong chia sẻ ngắn gọn về cái việc chữa của mình mà lại chữa được cả gì, gọi là viêm gan cổ trướng bung to này sắp chết nhưng mà chữa vẫn chưa có. Em Phong đứng lên. Thì xin phép tất cả các kèo văn học và các anh các chị từ miền Nam ra. Tôi xin nói chuyện một chút về chữa bệnh của tôi. Tức là tôi cũng như nhà khoa học Trần Xuân Tư nói và cha Tường cũng nói là, tức là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta muôn vật sống. Và có nói rằng là thường hay nói là chúng ta dẫm lên chốc thuốc nam mà chết các cây cỏ. Đấy, đúng không ạ? Dạ. Nên là Đức Chúa Trời cũng mang cho tôi một cái năng lượng bẩm sinh, có con mắt thứ ba truyền năng lượng, không phải cần ngồi thiền à. Vâng. Và tôi truyền năng lượng, tức là người chết mấy tiếng, 9 giây vào đỉnh đầu, nên hoàn đỉnh đầu, bách bệnh ngành y, tức là luôn sau bệnh và nhân điện, sống lại, nhanh như điện chậm. Vâng. Thế và tôi chữa được bệnh ung thư ngực, tức là gì? Tức ngực khó thở, môi đen lại, da xám lại, tức là thiếu oxy trầm trọng. Đấy. Cho nên là tại sao lại là ung thư ngực? Và tôi chữa được ung thư xương và ung thư da. Vâng. Do năng lượng và bóng người. Đấy. Thế thì tôi chữa ung thư ngực thì môi người ta tím ngắt vào và da xám. Tôi truyền năng lượng thì đỏ lên như là uống rượu luôn. 9 giây cấp cứu trên đỉnh đầu. Nếu người nặng quá hoặc là chết 2-3 tiếng, tôi sẽ truyền 9 giây trên đỉnh đầu và 9 giây ở hầu và 9 giây vào tim. Đấy, mới truyền 9 giây đã nặng, cháu bé đã sống lại. Đấy. Thế thì tôi không cần dùng thuốc. Nhưng nếu dùng thuốc là thuốc nam rất là đặc hiệu. Cũng như cha Thường nói. Đấy. Cho nên là nhà khoa học Trần Xuân Tư nói là tạo hóa thì phải biết ai là tạo hóa, phải không ạ? Dạ. Đức Chúa Trời đã tạo nên muôn vật cho chúng ta sống và hóa phép. Đấy. Cho nên là phải học đọc Kinh Thánh mới hiểu sâu được. Vâng. Thế thì tôi cũng như Đức Chúa Trời ban cho vũ trụ năng lượng vũ trụ thì tôi lấy đâu cứu người gần 20 năm nay vậy? Đấy. Cho nên là ai đến tôi phải kiên trì, phải bấm toàn thân. Tôi tổng thể như cái xe đại tu, bóng loáng lại, không có nếp nhăn nữa. Đấy, nguyên mắt đã 12 bệnh, tác dụng của bóng mắt. Cận, mờ mắt, mỏi mắt, nháy mắt, ruồi bay, chảy tuyến lệch. Tất cả là tôi bấm mắt đẹp ra. Đấy. Cho nên bây giờ hàng trăm bệnh nhân tặng tôi những bài thơ rung động. Một lúc chưa trời cho chắc bút lại hết cuộc đời của tôi, chưa ai có được khổ hạnh. Đấy. Cho nên tôi bây giờ mới ngồi được Hà Nội để cứu người. Vâng, đấy. Cho nên là thôi, thời gian cũng có ít, tôi chỉ nói sơ qua là những bệnh tự kỷ của trẻ em nó rất nặng, tôi chữa cho rất là ngoan nhất đâu, tự kỷ. Và những trẻ em cứ liệt, trẻ dãi ra liệt, bẩm sinh não, tôi chữa rất nhanh. Vâng, vài trăm bệnh chứ không phải 2-3 bệnh. Cho nên là ai đến đây tôi tổng thể toàn thân và như là cây gặp đạm tươi tốt, ai đến lại đẹp. Tiếp theo thì tôi thấy thế này, tức là cái trường hợp của cô Phong cũng là cái trường phí và án hiếu. Khi đưa cô Phong về nghiên cứu tại Hà Nội thì chúng tôi cũng mời tất cả các nhà khoa học liên quan của ông Tây Y rồi đưa vào
quyết 198 của Bộ Công an để thẩm định thì nói không? Thế thì kết luận này là vấn đề, tức là đây chúng ta đúng là phát huy cái ưu thế là sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc, tức là mỗi người có một cái thế mạnh riêng và tạo nên một cái sức mạnh tổng hợp để cứu người. Thế thì cái này là cái mà mục tiêu cũng như là tôn chỉ mục đích của Hiệp hội những người lao động sáng tạo là phát huy tất cả những cái tài năng của toàn quốc, toàn dân tộc, không những ở trong nước mà quốc tế đấy, như mấy bạn từ Mỹ về. Thế thì tiếp theo thì có đề nghị thế này, chúng ta cũng chia sẻ rồi, bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của hai nhà khoa học mà nãy tôi chia sẻ đấy, tức là trung tâm nghiên cứu và chữa ung thư của Liên hợp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam, thì xin mời phó giáo sư tiến sĩ anh Trần Văn Hợp là giám đốc cho một vài ý kiến ạ. Kính thưa tất cả các quý vị mặt đây, tôi rất là vinh dự lần đầu tiên được gặp mặt với tất cả các quý vị với nhiều lĩnh vực khác nhau, có người là đúng là thầy thuốc, có người không phải thầy thuốc, có lĩnh vực khác, nhưng đều có một mục tiêu cuối cùng là để làm sao ta đi sự thống nhất là cứu khỏi những con người khổ hạn bệnh tật, đặc biệt trong đó là vấn đề ung thư. Đây thì có nhiều vấn đề bệnh khác nhau nữa, để ngoài tất cả ung thư về con cơ thể con người chúng ta thì có như các anh chị nói là nó cũng giống như trong vũ trụ, nó sẽ cân bằng cái âm dương, khi sự mất thăng bằng đó thì sẽ xích dẫn ra về sự bệnh tật của nó. Trong bệnh tật nó có rất nhiều bệnh, trong đó bệnh ung thư là bệnh mà ta được coi là bệnh nani, nó cũng là bệnh mà cứ khi nhiều người nói là bị bệnh rồi coi như là bị một cái án tử hình, nhưng không hẳn là như thế. Như chị Phong, như anh Thanh vừa chia sẻ cái vấn đề đó thì tôi thấy là nó rất là hay, hoặc là như là cha Tư ấy phải không? Cha Tường cũng mới đưa ra cái ý tưởng đó thì tôi thấy rất là lý thú. Chúng ta làm sao để đưa một xã hội, đưa một môi trường trở trong sạch, và cái sự trong sạch đó thì sẽ giúp cho con người chúng ta được khỏe mạnh, và sự khỏe mạnh đó thì sẽ chiến thắng mọi bệnh tật. Như vị V vừa nói là ví dụ nano hiện nay là vấn đề đang được quan tâm nhiều, về cháo nano cũng là vấn đề, và các loại thuốc dược lại khác kết hợp nano cũng vấn đề. Ví dụ ngay hiện nay cái nano curcumin ấy phải không, điều trị ung thư dạ dày rồi thì viêm dạ dày cũng tính, và chỗ chính đây cũng đang nano về vấn đề nấm linh chi chẳng hạn. Tiến sĩ Vinh đây cũng là nano trong vấn đề điều trị vấn đề ung thư, là ví dụ hoạt huyết rồi là kim loại là gen thì phải sẽ cho biết thêm ý kiến đó. Chúng ta cũng đang đi xuống vào vấn đề đó, thì cũng là vấn đề rất tốt đó. Và hiện nay vấn đề như chị Phong ấy, thì tôi quý Phú Thọ chị Phong ạ, đất tổ nhà mình đấy, và thì ta thấy là rất tuyệt, tuyệt vời. Và cái năng lượng đó không phải ai cũng có được, cũng là do trời ban cho, Chúa ban cho mình có năng lượng đó, mà mình có năng lượng đó mình đi cứu đời thì cái điều đó là càng tích đức tu tâm nhiều hơn nữa, ta lại giúp việc của ta vào để cứu người tiếp tục thêm. Tôi rất là tán thành với chị trong cái này đó. Nên tôi băn khoăn là một điều là gì, điều trị miễn phí hoàn toàn, lấy cơ sở đâu để mình phát triển, tiếp tục phát triển thì mình điều trị. Nên ung thư quá nhiều, ung thư này quá nhiều, các bệnh viện tràn ngập, anh chị có thể tạt qua bệnh ca mới thêm Tân Triều mà bây giờ không có chỗ nằm nữa, không có chỗ nằm. Cho nên là nếu mình như anh Thanh nói là bây giờ ta bệnh viện mà không phải bệnh viện đưa về người dân mà diễn chuyển thì quá tốt, giải phóng được bớt cái bệnh viện quá tốt và nhiều tưởng quá tốt và nhiều tôi hy vọng là gì sau này chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các cha Tường và các anh chị để sao ta sẽ có đóng góp nhiều hơn cho xã hội, trở cho người bệnh trở lại đời sống thường và để có cuộc sống tốt hơn. Tôi chỉ chia sẻ như vậy thôi, không nói gì hơn cả. Cảm ơn tiến sĩ. Tiếp theo thì tôi xin đề nghị thế này, tôi với ban công an là giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học về ung thư anh ban ở đây thì cũng hay thường xuyên chia sẻ thế này. Thế bây giờ xin đề nghị anh ban cho một vài ý kiến ạ. Giáo sư viện sĩ tiến sĩ khoa học Đái Duy Ban tham gia đồng ngành ung thư. Thì ra anh Tư giới thiệu cũng hơi nhiều. Thì tôi chỉ xin phép bắt được mấy ý như thế này.
Ý thứ nhất về cái tại sao này này không nên thịt, mình giải thích 17 ý. Và sau đó thì tôi cũng hỏi thêm 17 ý nữa với mấy với một sư thường về cái về sử dụng hiện nay trong đơn vị ung thư. Thì vấn đề thứ nhất ấy, là sự gì chúng ta không ăn thịt ấy, không nên ăn thịt. Lý do bởi vì thịt ấy, là tạo ra cái môi trường axit rất nhiều trong cơ thể, mà ung thư lại phát triển trong cái môi trường axit, cho nên nếu ăn thịt nhiều thì gây ra cái ảnh hưởng cái ung thư nó càng ngày càng phát triển. Đây là ý thứ nhất mà tôi muốn giới thiệu lại để làm sáng tỏ cái ý đó. Ý thứ hai là phải môi trường không khí tốt đẹp như là anh Thanh đã giới thiệu, bởi vì cái môi trường oxy ấy này là cái ung thư thì phát triển ở trong cái môi trường kỵ khí, phát triển trong môi trường axit ở đây nên là môi trường kỵ khí nữa, nên cứ kỵ khí thiếu khí thì càng phát triển, cho nên oxy ấy giúp cho cái việc là thanh hóa cái môi trường ấy thành ra ung thư khó phát triển. Thì đấy là cái ý tôi muốn giải thích hai cái ý ấy để làm rõ. Nếu còn thì cái hướng điều trị, bởi vì ung thư là bệnh mãn tính, bệnh mãn tính chúng ta phải hiểu bệnh mãn tính, mà mãn tính ấy, thì nếu điều trị bằng dinh dưỡng, hướng điều trị hiện nay là bằng dinh dưỡng là chính, mà theo như là một sư cường nói về dinh dưỡng là cháo lú à cháo cháo nano, cái hướng mà bệnh ung thư là bệnh mãn tính, cho nên phải điều trị theo cái hướng dinh dưỡng mà dinh dưỡng thực vật chứ không phải là dinh dưỡng động vật được. Bởi vì dinh dưỡng động vật tôi đã giải thích rồi, thầy đã ăn nhiều thịt nhiều nữa thì lại gây ra bệnh, lại làm cho ung thư phát triển. Cho nên là phải điều trị theo dinh dưỡng, nhưng mà dinh dưỡng thực vật là chính. Mà thực vật là gì? Là rau củ quả, ngũ cốc nguyên hạt. Đấy là những vấn đề xoay xung quanh chứ. Cho nên chính trong điều trị ung thư tôi cũng đã dùng cái chế phẩm, tức là thực phẩm dinh dưỡng mà theo cái tháp dinh dưỡng Hà Nội. Tôi đề ra cái tháp là những cái gì bằng rau của củ quả như này, thì đấy là vấn đề mà ta cần phải chú ý. Cái thứ hai nữa là rau củ quả nó là chứa nhiều những cái flavonoid, chứa nhiều những cái chất antioxidant, mà trong khi nó thịt ấy, thì lại khó động vật khó ít có những cái chuyện như vậy. Cho nên là tại sao ta lại dùng rau củ quả hay là ngũ cốc nguyên hạt thì như vậy. Ngũ cốc nguyên hạt thì chính là cái nano cháo ấy, từ cái hạt lúa, hạt gạo rồi nấu cháo lên thì cũng là ngũ cốc nguyên hạt của nó. Đấy là cái ý mà tôi hướng. Và vì điều trị theo cái thực phẩm theo cái thực phẩm thực vật thực toàn thân thì rất có lợi trong những cái bệnh vậy. Và điều trị bởi vì là bệnh mãn tính cho nên phải điều trị lâu dài, và điều trị lâu dài thì phải dùng, mà con người phải sống cho nên là phải dùng dinh dưỡng thực vật là như vậy. Đó là cái ý mà tôi muốn khẳng định lại. Trong quá trình điều trị thì lại phải điều trị bằng thực vật dinh dưỡng bằng thực vật, và thực vật rau củ quả như nào đấy cũng có như nào. Đấy là cái ý mà tôi muốn thống kỵ ý như vậy để các bạn các đồng chí hiểu thêm vấn đề. Bên cạnh là dùng thuốc này nọ vân vân thì trong đó có cũng có là thế. Còn thì là trong điều trị tây y thì có nhiều tiến bộ, bởi vì nên chẩn đoán đúng, chẩn đoán tốt, nhiều phương pháp để chẩn đoán là xác định ung thư hay không. Người ta cần phải có tây y, nhưng mà tây y cũng không thể quan triệt được hết, bởi vì trong điều trị về phẫu thuật xạ trị hay hóa trị thì tất nhiên là cũng cắt, cũng làm cho cái khối u nên nhanh chóng khỏi đi, nhưng mà cũng đồng thời cũng phá hoại cái hệ miễn dịch, làm cho miễn dịch nó lại tăng lên, làm cho phá hoại cái hệ miễn dịch yếu đi, và đồng thời nó lại tái phát. Cho nên thường hay tái phát là như vậy, ung thư sau xạ trị, sau hóa trị hoặc là sau phẫu thuật thường hay tái phát, bởi vì phá cái hệ miễn dịch, phá cái hàng rào bao vây nó,
cho nên là cái hệ miễn dịch nó yếu đi, vì yếu đi thì là sẽ lại tái phát lại lại, còn sót những tế bào ác tính ra này thì cần đi lại nó phát triển, thì đấy là cái ý mà tôi muốn. Nhưng mà đối với trong trường hợp như bệnh tiểu đường hay là mắc bệnh tiểu đường hay mắc bệnh tiểu mạch thì không thể xạ trị được, không thể phát trị được, ví dụ thế thì lại phải dùng đông y, và đông y thì lại phải dùng theo cái hướng là thực phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm chức năng. Đấy là cái ý mà tôi muốn thông báo với mọi người về cái ý đó. Thế còn một cái ý nữa tôi muốn hỏi cụ thể về cái việc mà tám nano. Tám nano thì đây là anh nói là lấy khi mà nó tám lên thì thành nước, thì lấy cái hơi nước ấy hay là anh chán, đấy là một ý. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai nữa là đối với xà đen, đối với chế phẩm xà đen thì cũng nano như thế nào, thì đấy là ý mà xà đen thì trong nó vai trò có những cách gì ở trong ấy để diệt ung thư, diệt tế bào ung thư được. Con xin cảm ơn bác có những câu hỏi rất là thuyết phục để giống như là để làm cho công nghệ để ra đời luôn, không có phải bàn luận gì nữa. Tại vì ở đây chúng ta đã chữa xong rồi, bàn luận gì nữa đây? Chúng ta đã có nhân chứng, bằng chứng, vật chứng, rồi có phê duyệt của các bệnh viện lớn ở Việt Nam, rồi có các bác sĩ Mỹ đã phê duyệt vào, rồi có chính quyền địa phương đã xác nhận nữa, thì chúng ta cũng cần bàn cãi. Vậy không kết thúc vấn đề. Thứ nhất là về cháo nano. Trong cháo nano nó có hai thành phần là chất dinh dưỡng và nước. Hồi nãy con có nói chất dinh dưỡng rồi nha, bây giờ con nói tới nước. Ở trong nước cháo đó có những tác dụng y khoa sau đây. Thứ nhất là thư giãn cơ thể và tâm thần. Thứ hai, mang chất dinh dưỡng cho cơ thể. Thứ ba, giữ cho cơ thể không bị mất nước. Thứ bốn là ngừng tiêu chảy. Thứ năm, điều hòa nhiệt độ của cơ thể để giảm nóng sốt. Thứ sáu là ngăn ngừa táo bón. Cháo nano có chứa nhiều chất. Thứ bảy, cháo nano có chứa nhiều chất antioxidant. Đây là như là một hình thức lọc máu để nó thanh tẩy gốc tự do Fidasco. Rồi thứ 8, nước cháo dùng gội đầu có thể làm tóc mượt mà do có chứa chất Inositol làm cho tóc mượt mà. Nói chung là trong nước cháo là như vậy. Vậy thì bây giờ một hình thức mình nấu cháo như thế nào? Vậy thì chúng ta bỏ gạo vô xong chúng ta nấu thôi. Chúng ta đổ nước vô chúng ta nấu, chừng nào nó thành nước là cũng tiếng tay thôi, không có gì đơn giản nó sẽ không. Tức là chúng ta một cái bệnh hết sức là phức tạp, nhưng mà đưa lại một cái hết sức là đơn giản, cũng nhưng mà thật sự trời đất thượng đế đã an bài cho cái hộp gạo rồi. Mà chúng ta thì chúng ta không nghiên cứu, thì bác sĩ A Răng Nguyễn đã nghiên cứu lại trong nước và trong cháo, nó còn những thứ đó. Rồi bây giờ con cũng nói tiếp về trong cây xả đen. Xin trả lời với nhà bác học Đá Di Ban. Ở trong dược thảo xả đen thì chúng ta nấu đơn giản thôi, bỏ nó vô trong ống, chúng ta hãm tà, chúng ta uống thôi. Không có gì. Vì trong cây xả đen nó có ba dược chất như sau: một là phyraulos, hai là saponin, ba là quinol. Trong ba cái chất này, thứ nhất là nó có tác dụng làm chậm lại tiến trình oxy hóa các chất độc phyraxipol. Chất này gây ra ung thư, lão hóa, phá hủy tế bào. Thứ hai là chống nhiễm trùng, chống viêm, chống chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư. Thứ ba là có tác dụng làm cho tế bào ung thư tan thành chất lỏng. Vậy cây xả đen với ba dược chất trên sẽ phối hợp với nhau để thanh tẩy, bài trừ và ngăn ngừa ung thư. Kết luận dùng công nghệ nano chữa ung thư đắc ác tính đạt hiệu quả cao nha. Tất cả chúng ta đã trình bày hết với các nhà khoa học rồi. Chúng ta có thể kết thúc. Nano bỏ vô trong ấm, đổ nước vô nấu luôn. Dạ, đơn giản nó nấu ra thành nước. Tại vì rõ ràng là nhà tiến sĩ Masaru Emoto nói là con người là nước, nước là con người. Vậy thì cơ thể ta
cơ thể của một con người có bao nhiêu phần trăm là nước, bao nhiêu phần trăm là con có ghi trong này, con ghi rõ này. Thì khi đó ta cho nước vào thì không hợp. Giáo sư Chính thì muốn phát biểu. Dạ, xin mời. Xin mời chị Chính. Nói một câu cho thật là vui là Chúa, chiều cùng Chúa Năm. Chúng ta cho đàn hoa tay cô đi. Trước hết là xin cảm ơn cái tổ chức này đã tổ chức cái hội nghị hôm nay. Yeah. Thế thì tôi có lẽ là cái câu hỏi của tôi xin tự giới thiệu một chút để các anh các chị hiểu. Tôi là phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Chính, dạy trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Hà Nội. Yeah. Và tôi nghiên cứu từ thời sinh viên và đại nghiên cứu sinh là đều học ở trường khác hơn 10 năm. Thế và bây giờ thì ở trường thì tôi có dạy về cơ chế tác nhân ung thư cho thạc tiến sĩ, đào tạo cho thạc sĩ và tiến sĩ, dạy về các cái vi sinh vật gây bệnh và viết sách về virus học, vi sinh vật y học và dạy công nghệ sinh học. Thế thì tất cả những cái đó thì tôi nghĩ rằng là các chị hôm nay nói về vấn đề trong đó có vấn đề nổi cộm là ung thư và các bệnh. Thế thì chủ trương là đi về cái ung thư, vậy chúng ta sẽ phải sáng tạo như thế nào, chúng ta làm gì để đang có hai mấy cái trường phái khác nhau. Tôi có thể nói là trường phái khác nhau, một là Tây y thì cắt bỏ, xạ trị, hóa trị, đánh trúng đích các tế bào ung thư, còn chúng ta là những người mà đây đang làm một cái nhiệm vụ, tức là như là các anh các chị nói thì sáng giờ, tức là con người sinh ra thì được xong lại trở về tự nhiên thì nó sẽ phải gắn bó với tự nhiên, và cái tự nhiên sẽ giúp cho chúng ta sức khỏe cũng như là nghị lực cũng như mọi chuyện cho chúng ta một cuộc sống an lành hay là hạnh phúc thì cũng là trong tự nhiên. Thế còn vậy thì vấn đề mà chúng ta lý giải cái cách chữa của chúng ta như thế nào để Tây y họ thuyết phục được Tây y, hay nói một cách khác là thuyết phục được Tây y, nó đòi hỏi chúng ta phải có một cái lý luận rất chặt chẽ và khoa học thì mới bằng chứng mới được đó. Tôi dạy về cơ chế tác nhân ung thư, tôi hiểu rõ tại sao lại từ một tế bào bình thường trở thành tế bào ung thư. Cái điều trở thành tế bào ung thư là các tên như giáo sư Hợp cũng đã nói là cái tế bào ung thư phát triển cái vô tổ chức không chuyên hóa trong quá trình phân chia tế bào. Còn tế bào mà khi nó phát triển như vậy, vậy thì cái nguyên nhân sâu xa của nó là cái gì để cho nó phát triển không chuyên hóa? Thì nó lại là các đột biến gen. Các cái gen của chúng ta nó sẽ kiềm chế được hay không kiềm chế, người nào có. Vậy thì những khi nó kiềm chế được thì các cái quá trình diễn ra trong cơ thể một cách bình thường và không có mà có sự phân chia kiềm chế một cách bình thường, các tế bào, các tiền ung thư, các cái gen tiền ung thư nó kiềm chế được để anh không sinh sản một cách quá mức. Mà ấy. Vậy thì những nguyên nhân mà gây nên ung thư là những cái gì? Vô cùng nhiều. Xin thưa mấy các anh các chị, không phải là chỉ có đơn giản là khí trời, không khí và một số cái, mà nó là nguồn nước và nó ngay chính trong cơ thể chúng ta đã sinh ra trong quá trình trao đổi chất. Đó là những gốc tự do. Gốc tự do ở trong cơ thể chúng ta sinh ra thì khi một khi mà chúng ta đã không trung hòa được, mà cơ thể chúng ta đã không, hệ miễn dịch của chúng ta không đến để mà đáp ứng, để mà tiêu diệt được tế bào ung thư, hoặc là nói một cách khác là trung hòa được những cái gốc tự do, thì chúng ta sẽ mắc ung thư thông qua phân tử sắt tạo thành những cái mà chất và cái gốc OH và O2. Và khi gốc OH, O2 lại quá nhiều thì nó sẽ gây đổi biến gen và gây nên ung thư. Mặt khác là di truyền cũng có, nhưng mà di truyền ra nữa thì cũng lại do đổi biến gen mà sinh ra. Vậy thì làm thế nào khử được các gốc đó? Anh Tường có nói đến nano. Tôi có thể nói vấn đề nano là vấn đề rất mới. Và chính cách đây hơn chục năm, tôi đã sang Đài Loan và Đài Loan đã cho tôi một chai nước nano to như chai này. Và nó là nước nano. Vậy thì giá như hôm nay tôi biết là ấy, thì tôi sẽ mang photo toàn bộ cái đấy cho các anh chị tham khảo. Cái nước nano nó 18 tác dụng. Và cái nước nano đấy, khi mà tôi nói ở trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội thì các giáo sư cũng không hề hay biết nano là cái gì. Cũng nói thẳng như vậy. Và tôi cầm chai nước đấy, tôi đã thử nghiệm khi tôi dạy sinh viên công nghệ sinh học, tôi cho lên thử nghiệm và các sinh viên cầm các cái chai nước này, và chỉ cần trẻ con được
có thể cầm mấy ngón tay của mình này, có thể một cái gọi chữ khuỷu tay, một cái ở nách, có thể nâng bổng một người hàng tạ lên được, không thành vấn đề. Nó năng lượng nó siêu cao mức độ như thế. Đây anh là cũng là trong cơ thể chúng ta, như chúng ta biết là hơn 70% là nước. Vậy thì chúng ta đưa cái nguồn nước vào nó cân bằng ở nơi này này khác thì anh nói là rất chuẩn. Tôi đồng ý với những cái mà các anh đưa ra, đó là gì? Cái pH nó nuôi acid, nó nuôi tế bào ung thư, điều đó là rất đúng. Vì vậy hiện nay người ta đang làm một cái nước mà nước gọi là nước can gen của Nhật, nó có pH 8,5 để đưa vào để điều chỉnh cái pH này ở trong cơ thể đối với những người ung thư và những người mắc bệnh. pH khi trong cái mô của chúng ta đây này, pH mô cơ này này là 7,4, một khi mà chúng ta xuống còn có 7,2 là đã mắc bệnh mãn tính rồi, còn nếu với ung thư thì thấp lắm. Vì vậy người ta phải đưa cái pH này vào điều chỉnh mạch máu chúng ta pH 7,4. Vậy chính vì vậy mà khi chúng ta điều chỉnh cái pH này, nó sẽ đỡ cái bệnh và tế bào ung thư không có điều kiện phát triển. Thì vấn đề đây, qua hội nghị này tôi muốn đề nghị thế này. Qua hội nghị này là rất hay, mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải có tiếng nói của chúng ta. Tiếng nói của chúng ta theo một lĩnh vực mà chúng ta đi, mà chúng ta sáng tạo ra. Nhưng mà bây giờ anh đưa cháo vào là đúng, tức là nguồn nước đưa vào và các chất dinh dưỡng vẫn nuôi được cơ thể, thì cái đấy là tốt, là đúng. Còn nếu mà mình chứng minh được trong thế này, nếu mà thực sự là nó chữa được những người giai đoạn 3, giai đoạn 4 thì sẽ là một tiếng vang rất lớn mà cho cả xã hội mình, cứu được bao nhiêu người chứ không phải là ít người. Bây giờ họ trả về rất là nhiều trên đường anh như vậy. Thế thì vấn đề đây là gì? Vấn đề đây cũng có người nói với tôi là chuyển hóa chất là chuyển hóa chết. Nói một câu, chính người ở chợ phó giáo sư tiến sĩ ở nói nói với tôi chuyển hóa chất là chuyển hóa chết. Cho xin bổ túc lời của bà phó học. Vừa rồi ở Mỹ có một bác sĩ tên là Kelly, sau 60 năm hành nghề, bây giờ ông về hưu, ông có kết luận những bệnh nhân ung thư chết không phải vì bệnh ung thư mà chết vì chemotherapy xạ trị. Thế thì đấy là nói ra thì nhiều, nếu có gì không đúng thì xin anh lượng thứ. Còn thì để nhường lời cho các đồng chí khác. Xin cảm ơn. Chia sẻ rất là sâu sắc. Thế thì tiếp theo chương trình có thể nghe được này, anh Vinh cũng là một người gọi là rất là chuyên sâu vào những vấn đề này. Hôm nay thì được gặp các bác anh các chị là có thể coi là những chiến sĩ dũng cảm chống ung thư. Tôi thì cũng đã làm chủ nhiệm khoa máu ung thư 40 năm. Bệnh nhân ung thư thì nhiều lắm và cũng đủ cách, hàng ngày đều phải suy nghĩ để kéo dài đời sống cho bệnh nhân ung thư từ trẻ cho đến già. Hóa chất dùng rồi, phẫu thuật dùng rồi, xạ trị dùng rồi, đông dược cũng dùng rồi, tức là từ dược liệu. Là vì sao? Là mình đương xoay mà. Xoay để làm thế nào để cứu người ta. Thế thì cũng nói thật là thế này, tất cả các bệnh viện trong quân đội mà các khoa ung thư đều do tôi thành lập, từ 1308, 1700 cho anh Đạt đặt Trần Minh Vích. Thế và các cái tài liệu về ung thư, tức là về hóa chất điều trị ung thư thì càng ngày càng nhiều loại mới. Hiện nay rất nhiều loại mới, nhưng cuối cùng thì vẫn bế tắc. Xạ trị với vừa rồi đây này là xạ trị, nghĩa là đích cao hơn nữa rồi, cũng rất là hay, nhưng rồi cũng chưa thấy đường đi. Vừa rồi là cái giải thưởng Nobel đối với hai nhà khoa học ấy cũng mở ra một hướng, nhưng rồi nó sẽ đi đến đâu cũng chưa thấy rõ. Tóm lại là bệnh nhân ung thư mà qua tay tôi ấy, thì sống được 99 người, còn chết 99 người, sống được có một. Bây giờ có thể kết luận là như thế. Thế thì vì sao? Tại sao mà những trường hợp kia tử vong, tức là mình kéo dài không được? Tại sao cái lại trường hợp sống? Câu hỏi đặt ra là cơ chế như thế nào? Đây anh bạn tôi từ hồi phổ thông đây cũng rất say mê ung thư, anh bạn có cái ca đấy được đúng không? Tức là từ dược liệu
Nói tóm lại là tất cả là vấn đề, cho nên câu hỏi ta đặt ra là này, cơ chế cái ung thư hiện nay chưa rõ, chưa biết cho nên ta cứ lúng túng. Nhiều khi tôi tự hỏi là tại sao cái trường hợp này, tôi nói chung có những bệnh nhân ung thư coi như khỏi. Bố tôi cũng bị ung thư hoàng hậu từ năm 49 tuổi, 76 tuổi ông mới mau có chết vì ung thư đâu. Ông nằm viện ca rồi đấy, cũng sinh tiết cũng đủ thứ. Tôi tóm lại, thế tại sao ông sống? Nó tóm lại thì nhiều vấn đề. Cho nên bây giờ rút ra một câu ấy, mà bây giờ các bạn ở đây đã rồi. Cơ chế gây ung thư là gì? Hãy trả lời được câu ấy. Chứ bây giờ công nghệ gen, hồi tôi ở Tây Đức thì u đến anh hôm nay anh chào anh xem tế bào, thì cái ông nhiễm sắc thể ông làm thì lại gãy nhiễm sắc thể. Ông nhiễm sắc thể thì ông bảo là tôi có thể đoán được anh này là 3-4 năm sau bị ung thư gì. Đoán được vì cái mỗi loại ung thư gãy đặc điểm của mỗi nhập thể. Rồi cuối cùng đến cái ông gen thì tôi mới bảo là bây giờ này, cái u này thì tất nhiên là ở trong cái ADN nó đều bị biến đổi, cái gen biến đổi chứ làm sao không biến đổi được, mà không biến đổi sao thành cái u được. Cho nên công nghệ gen, thế thì bây giờ ta lại có cơ chế là gen kích thích ung thư, gen ức chế ung thư. Thế nhưng mà gen ấy thì ai kích thích và ai ức chế? Thì tôi thấy là chúng ta cần phải nói như là đồng ý ta là có âm thì có dương. Con người ta cũng vậy, có một chất thì có chẳng cách chống lại. Thí dụ tôi hồi tôi nghiên cứu đồng máu, muốn cầm được máu phải có thrombin để tạo ra fibrinogen thì mới cầm được. Thế nhưng bên cạnh đó thì lại có thằng anti-thrombin. Bởi vì cái thằng thrombin phát triển mạnh mà không có cái thằng kia ức chế lại thì tắc hết mạch máu. Mình cứ nằm đâu nhìn tắc hết. Cho nên cái hội chứng đông máu rải rác lòng mạch cách đây 40 năm không ai biết. Bây giờ người ta mới biết tại sao. Trước cứ chảy máu là cho vitamin K rồi các tất cả các thứ cầm máu chế hết. Thế bây giờ ta lại cho heparin tức là chống lại thì lại xấu. Nhất là các trường hợp băng huyết, các trường hợp mà sốt xuất huyết hiện nay. Cho nên câu hỏi chúng ta đặt ra có lẽ gì? Thì tiếp là tìm ra cái cơ chế ung thư thì tôi cho rằng đó có yếu tố kích thích. Thì có dù ung thư máu có người bảo là bệnh bạch cầu cấp tức là bệnh ngó trắng cấp, phần lớn là thanh niên trẻ khỏe, chứ người già thì cũng bị nhưng ít lắm. Người già cùng lắm là bệnh bạch cầu mãn mà nhỉ, chứ ít khi mà là bạch cầu cấp. Mà những bệnh nhân mà tử vong qua tay tôi đều là những thanh niên trẻ khỏe và đẹp trai nữa. Thế tại sao? Thì tôi nghĩ rằng ta có một cái cơ chế phản ứng. Bây giờ mình bị nhiễm trùng thì bạch cầu phải tăng, đúng không ạ? Có thể lên 20.000, 30.000 để nó chống lại con vi trùng chứ. Nhưng mà lên cho hàng trăm nghìn thì thành máu trắng rồi. Như vậy có phải có cái thằng ức chế lại, tức là cho phép anh đến tăng đến đấy thôi. Còn đến đấy anh dừng, chứ anh cứ huy động mãi thì ra cả tế bào non đi, non thành bạch máu trắng còn gì nữa. Cho nên phải có một thằng ức chế lại. Thì nếu hai cái thằng này không cân bằng, tức thằng ức chế bị yếu đi, thì cái thằng này tha hồ hành hoành và nó chạy lung tung cả. Cho nên bây giờ hướng là nghĩ cho ra cái cơ chế thì tìm hướng mới đúng. Và tất cả các cái loại mà nói thực rất nhiều các cái dược liệu mà các nhà khoa học cũng như những nhà đông y đều mang đến là chữa được ung thư, nhưng cuối cùng tôi thử xong lại cũng thất bại luôn, chứ không đơn giản. Cho nên tôi nói là thế này, hiện nay hướng của tôi này, bây giờ mình nghĩ sao nghiên cứu cái thằng nào là thằng kích thích, yếu tố nào là kích thích, cũng bên đông máu nó cái yếu tố kích thích, yếu thích tới kích thích để mà cầm máu thì muôn vàn yếu tố kích thích trong mỗi một, cũng bên ung thư kích thích thì cũng muôn vàn yếu tố sẽ kích thích tế bào phát triển để nó chống lại cái bất thường của môi trường, chứ không phải chỉ có độc học hóa chất cái gì suốt ngày là cứ hóa chất là đổ cho ung thư. Thế tại sao đổ ung thư do hóa chất, cứ vô trùng ông dùng hóa chất ông điều trị, tức là ông làm độc thêm cái gì? Cho nên đấy là một vấn đề mà phải đặt ra.
Thế thì trong thường thường á, về Tây ý thì khi mà đã tìm ra được á, thì nó thí dụ như là dùng hepatin là hay gây chảy máu, nhưng một đông y của mình thì lại cân bằng, tức là nó bao giờ các cụ đông y ta nó không bao giờ tả cả, nó không bao giờ hữu cả, nó một cái sự cân bằng, cho nên ít hay tả biến. Cho nên hiện nay tôi cũng đương thử một bệnh, bây giờ bệnh nhân ung thư đến với tôi không khuyên dùng hóa chất đâu, mặc dù hóa chất là qua tay tôi không biết bao mấy chục năm rồi, tôi chứng kiến quá nhiều rồi, xạ trị tôi cũng không khuyên, mà tôi khuyên là về dược liệu. Nhưng cái bí của tôi là bây giờ cái dược liệu cái gì đấy, nào nano cocomin rồi nào bú thứ trăm bà tặng, thế chọn cái gì là đúng thì phải nói rằng là mình cũng đừng đi mỏ, mà có lẽ chúng ta ở đây cũng phải đi tìm hiểu xem đó là cái gì thì mới tìm ra được và mới điều trị được ung thư, chứ nếu không thì chúng ta nói thôi vẫn thất bại. Hiện nay tôi có theo dõi một loạt bệnh nhân dùng dược liệu thì bây giờ vẫn như là anh ba nói, tìm những cái chất chống oxy hóa, nhưng tôi nghĩ chưa hẳn đúng đâu. Cho nên mình dùng nano cocomin rồi dùng bộ công anh rồi dùng đủ thứ là bà rằng, nhưng mà cũng phải nói rằng bệnh nhân có tốt chỉ biết thế thôi, nhưng là chất gì thì vẫn chưa tìm ra được. Chất gì thì có những bệnh nhân là cắt mổ rồi tất cả 100% bác sĩ là chỉ định hóa chất, về bảo bác ơi bây giờ thế nào, bảo cháu mà dùng hóa chất thì cháu thôi việc đi, cháu không đủ sức để mà làm việc nữa đâu, 4 năm là rồi chả dùng hóa chất gì cả, dùng thông thường thôi, ví dụ như là nano cocomin, ví dụ như là bồ công anh, chứ tôi cũng chả biết tìm ra cái gì là đúng. Thế mà giờ 4 năm rất khỏe và rất nhiều bệnh nhân như vậy, thế thì mình mới bảo thôi, thế thì bây giờ mình chọn cái đường này đỡ chết hơn cái đường kia, thế thôi. Chứ thực chất ra tôi đề nghị chúng ta cũng suy nghĩ xem cái tôi thế nghiên cứu nhớ là các nhà sinh học xem là cái cân bằng kích thế tế bào là yếu tố gì và yếu tố gì nó ức chế lại, rồi ta tìm từ nguồn dược liệu mà có những cái yếu tố đó để ta trị thì nó tốt hơn. Như vậy tức là gì, trong con người ta cái gì thế đã có cái chất này thì cũng có cái chất chống lại để giữ một sự cân bằng, và con người giữ được cân bằng thì sống lâu hơn, bất cứ không phải chỉ ung thư tất cả các loại bệnh. Cho nên là dạ, bảo thiền cũng tốt, chứ như thiền là người ta cũng cố đưa về sự trạng thái cân bằng, rồi bây giờ là pháp luân công cũng được. Nó tóm lại vẫn như anh Hường nói, lo nhiều thì chóng chết, thì thả băng đứng lo ăn. Nhưng đấy cũng mới là cái lý luận của ta, ta chưa tìm ra cái cơ chế chính. Cho nên tôi nghĩ là nếu tìm được cơ chế chính chắc chắn ung thư khỏi. Và tôi vẫn giảng trên giảng đường của huyện quân y, nói với các họ sau này bệnh ung thư sẽ khỏi được, chẳng qua bây giờ ta chưa biết, và các cháu cố học đi để sau này mình khỏi, nhất định khỏi. Vì khi tìm ra mất được cân bằng là mình xử lý, cũng như ngày xưa chúng tôi xử trí đông máu đại tác trong lòng mạch 100% là thất bại, bây giờ 100% là thành công và bằng dược liệu, chúng tôi không dùng tây y nữa. Đấy thì cũng xin là có một số ý kiến. Vâng, hết sức là hoan nghênh cái này để cho chương trình đến đây cũng có thể sơ bộ kết luận, rồi thì chúng tôi thấy rằng rất nhiều, tức là các nhà khoa học vô cùng tâm huyết và thực tâm chia sẻ với bảo ban các thái cháu, thì tôi cho rằng đấy là cái thành công lớn nhất của cái cuộc hội thảo hay nói cách khác là cuộc tọa đàm hôm nay, từ giáo sư viện sĩ Đái Duy Ban vô cùng tâm huyết, rồi đến anh Vinh, chị Chính, anh Hợp, thế rồi là anh Thanh, thế rồi là những anh khác nữa và những người bệnh nhân. Thế bây giờ tôi muốn nghe ý kiến của anh Sáng là một nhà khoa học về đông y cũng rất là nhiệt huyết và hết sức là tinh chiết, thì mời anh Sáng cho một vài ý kiến. Alo. Xin kính chào tất cả các quý vị
các nhà khoa học. Tôi xin tự giới thiệu, tôi vốn là một người làm công tác nghiên cứu khoa học, nhưng do truyền thống của gia đình có làm về lĩnh vực đông y rất nhiều năm, và đến tôi là đời thứ năm này. Nên vì vậy với phương châm là các nhà nho hay chuyển sang y sang lý dân số các cụ để lại, vì vậy cho nên tôi cũng cố gắng đầu tư nghiên cứu thêm về lĩnh vực đông y. Nói về ung thư thì như tất cả như là anh Mang nói, anh Hợp, chính các giáo sư đã nói rồi, về cơ chế ta không bàn nhiều nữa. Nhưng có vấn đề tôi hết sức tâm đắc là về đông y giải quyết vấn đề ung thư cũng không kém gì một số nghiên cứu mới của y học hiện đại. Còn riêng tôi thì vấn đề là việc xu hướng của thế giới là quay lại với cái phương pháp chữa bệnh của các nước nói chung, quay lại tự nhiên hết. Thế vì vậy cho nên tôi, quan điểm của tôi là nên sử dụng những cây cỏ hay là dược liệu bằng cây cỏ để mà giải quyết cái vấn đề bệnh lý này. Thế thì do thời gian có hạn thì tôi cũng chỉ có đôi lời bổ sung thế thôi. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn Sáng. Như Sáng là nhân viên đa khoa quốc gia, đồng thời là nhà khoa rất năng này. Thế thì bây giờ để kết luận cái cuộc hội thảo hôm nay, thì trước khi đi vào kết luận thì tôi thường sẽ nói lại một đứa. Kính thưa tất cả các bác, hôm nay coi như là cuộc hội thảo hôm nay tôi con đã học được ở nơi các bác rất là nhiều, và tôi con mong mỏi được học nữa, cũng như tụi con mong mỏi tụi con được đến đây để giao lưu nữa. Không biết là các bác cho chúng con được đến đây thì không, nếu các bác cho chúng con đến đây chúng con mừng dữ lắm. Dạ, đó là vì tụi con mong mỏi, tại vì là hậu sanh. Các bác hãy nhớ là chúng con là hậu sanh, chúng con phải học rất là nhiều ở đây các bác. Mà các bác hãy dạy cho con thêm để chúng con là cánh tay nối dài của các bác. Các bác có đồng ý với chúng con vậy không? Chúng con sẽ là cánh tay nối dài với các bác. Ôi, ta cho dạy con đây. Cuối cùng thì đại diện chính quyền địa phương ở trong con sẽ nói vài lời cảm ơn các bác. Xin chào chú Năm đại diện chính quyền địa phương. Chào các bác, các nhà khoa học. Tôi từ đại dịch cùng với là Đinh Mục Tường tới nay giữ là có hai vấn đề. Tôi thực tế từ năm nay là 69 tuổi, mà học Việt Nam 50 năm rồi, tham gia năm 1968, và thực tế cũng hơi về thủ đô Hà Nội, nhất là giữa Lăng Bác Hồ. Và thực tế ước mơ đó chưa thành thật, bởi vì là coi như kinh tế cũng không khi nào đến được, mà hôm nay danh dự cùng với cái đoàn ở đây, trước nhất là tự nhiên là được viết là Lăng Bác thiêu tội thứ nhất, cái thứ hai danh dự bữa nay dự hội thảo đây toàn bộ là nhà khoa học, nhà nghiên cứu gì chứ chủ yếu là chủ đề bữa nay dự ung thư. Và thực tế thì coi như là một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn và chúc là nhà khoa học hết nhiệt tình bữa nay là rút cạn những cái tâm tư nguyện vọng của đại Đinh Mục Tường đến đây để dự hội thảo. Một lần nữa xin cảm ơn. Về vấn đề thứ hai là đấy, hồi nãy tôi cũng xin phép ý kiến, tôi trước đây thì cũng như cái là Đinh Mục Tường về là quê hương tôi là coi như là áp dụng ở xã Chiên huyện Cầu Ngang tỉnh Hòa Vinh. Mà thực tế trước đây thì coi rõ ràng tôi cũng chưa tin tưởng là coi như Đinh Mục Tường thì mình bằng cái lá cây và cái gì chắc hay không. Và thực tế là vợ tôi, cái chứng minh là vợ tôi rất là, tôi có hai cái coi ở bên Nhật, vợ tôi đi thăm cái tình coi như là mình cũng bên Nhật để quá định tiền trong vòng rồi 20.000 của Đức, và cái số tiền Việt Nam khoảng 200 triệu. Và thực tế là không có sự đồng giá trình nhật.
về thì cuối cùng là xác định là giờ tôi là tiểu đường tiếp hai đến thành phố Hồ Chí Minh, tức là giờ đẩy thì hiện một thời gian cũng không hết rồi. Cái là bệnh viện 118 cũng là coi như là bệnh viện 115 cũng là ở trung ương, tức là coi như là thành phố Hồ Chí Minh cũng nói đến xác định coi như vợ tôi bị là bị tim. Bệnh viện Tâm Đức là coi như là quận 7 thành phố Hồ Chí Minh thì trong thời gian cũng không hết, nó về nhà cũng đã chết. Và thực tế coi như là cái đường cùng thì bây giờ là trị bằng cái như là đồng y, tức là ai bài gì mà chị thấy mà thì thời gian cũng không hết, cứ nằm cứ đợi để chết. Nghe đó cũng ở thốn nè, lại lên một tường về chị bệnh bằng lá cây thì đường cùng là đến thì thôi cũng tính nữa. Thì ban đầu thì coi như là chở về hàng ngày nữa không, rồi cuối cùng là thấy tiền như chiêu trả cộng đó thì coi như là tâm sự với cái tường. Vì chúng tôi là coi như là lớn tuổi bây giờ vậy cũng còn tâm sự là đứng mang đặt ở tại đắp à, thì khách họ đó là chứng kiến rõ ràng là coi như là năm hai ca bệnh coi như là hết. Cái lý do bị dinh một rồi là kỹ cái bây giờ là phải là bắt mặt, tức cái đó là bệnh viện ung thư, tức là vú á, xác định bây giờ là cấp vốn gì mà coi như coi hồ sơ chẩn đoán là tiền bệnh bằng cái cách đó, cuối cùng là cho từ đó có thấy hết đâu. Đến là coi như không biết là coi như là ở thành phố Hồ Chí Minh, tức là coi như là bệnh viện ung thư thì xác định đó là coi như xác định rồi về mới là coi như là cho ra. Thì về đó là cái công nghệ của là cái nano này riêng tôi bản thân tôi tâm nghe mà mắt thấy, ban đầu tôi nói tôi không tin, thực tế cái vấn đề đó thì bắt đầu hội thảo hôm nay thì cũng là nhà khoa học nghiên cứu là cái chất nano như thế nào, cộng tôi thì coi như là nghe được phương thấy tiến tiến nó đạt là 100% đó. Nói công nghệ rất hay. Rồi thôi giờ nói thầy cũng hết giờ rồi, một lần nữa thì tôi sẽ chúc sức khỏe các nhà khoa học. Danh dự bữa nay tôi cũng đến đây buổi thăm đầu tiên thấy cái nhà các nhà khoa học vấn đề rất nhiều, tôi thật sự thật cảm ơn chúc sức khỏe các nhà khoa học. Vâng, tiếp theo chương trình thì tôi đề nghị này, tức là thay mặt cho cái gọi là những người chủ trì và gọi là tổ chức cái cuộc chia sẻ hôm nay thì trước hết là phải nói một điều thêm này, vô cùng cảm ơn tất cả những người đến đây, phải nói là thực sự tâm huyết và thực sự là từ đấy lòng chỉ dẫn và bảo quan các cháu. Bởi vì như tôi nói kể cả chú Tường ở đây thực sự là một linh mục, thì bản thân chú Tường là một linh mục thế nhưng vô cùng tâm huyết với lại cái lao động sáng tạo, say mê với cái lao động sáng tạo này. Thế thì chị Cúc cũng có chia sẻ với tôi thấy rất là tuyệt vời, tức là chúng tôi ủng hộ về cái tinh thần lao động sáng tạo, dám đi dám làm để tạo ra được một cái công nghệ mới giúp cho đồng bào khỏi bệnh, thì tôi nghĩ là đấy là cái tuyệt vời nhất. Thế cái thứ hai là bản thân vừa nhận ra trường, thế thì cái lao động sáng tạo này thì nó phù hợp với lại cái tôn chỉ mục đích của hiệp hội, cho nên là chúng tôi rất hoan nghênh. Thế thì chúng tôi cũng đã có cái dịp trao đổi với đồng chí lãnh đạo của tỉnh Trà Vinh, tức là đồng chí Tường cũng được các đồng chí lãnh đạo tỉnh Trà Vinh hết sức ủng hộ, Trà Tường hết sức ủng hộ, bảo lãnh và đồng thời là cho phép, bởi vì đấy chủ tịch hội chữ thập đỏ của xã đi theo chính quyền đây phải nói là cực kỳ có cái thiện tâm với lại cái việc này của Trà Tường. Thế còn thực ra thì tôi cũng hỏi chú Tường một cái câu thế này, và là anh cũng thực sự bây giờ hỏi thẳng nhá, không phải giống như tôi là gì tiền đâu mà chú lại chữa không có bệnh à, chữa miễn phí và thậm chí lại cho thêm gạo cho người ta ăn nữa thì không lấy tiền đâu ra. Thế thì chú Tường trả lời tôi, anh ơi, các cụ nói một câu thế này, có đức mặc sức mà ăn. Thế thì chú Tường chỉ giải thích với tôi một cái câu như thế, thì tôi nghĩ nó cũng là một cái cơ sở để chú Tường có thể làm cái việc lớn nào này, bởi vì nó tuân thủ đúng quy luật của vũ trụ về gọi là như anh Hợp nói, tức là nâng cái và là miễn dịch của cơ thể lên. Còn như anh Vinh làm rõ là như tất cả các nhà khoa học này đều thống nhất chung một cái ý, tức là chúng ta nâng hệ miễn dịch, và như anh Thanh nói là hợp với lại tự nhiên và không khí môi trường vân vân. Thì tôi nghĩ là hôm nay cái cuộc đàm đạo hay là chia sẻ hay là tọa đàm của chúng ta rất thành công. Thành công ở chỗ tức là chúng ta có tiếng nói chung, tức là gì, tuyên điện nhân là một thống nhất này, thế rồi là
cân bằng âm dương vũ trụ, rồi con người là một tiểu vũ trụ cân tuân thủ quy luật của đại vũ trụ, rồi vân vân. Tức là mỗi nhà khoa học một cái khía cạnh, nhưng mà cuối cùng là gì? Như Nguyễn Du nói, tức là mười phân vẹn vời đều đi tới một cái hướng, tức là phải tuân thủ quy luật tự nhiên và nâng hệ biến dịch lên. Đấy, thế thì tôi nghĩ là kết luận một số cái điểm về hội thảo này tôi có thể nói như thế. Thế và sau đây thì chúng tôi sẽ hoàn tất cả những phần biên bản của cái hội thảo hôm nay. Thì tất cả các nhà khoa học đã rất là nhiệt tâm, các nhà khoa học đã ký ủng hộ hết tất cả các yêu cầu của các chú rồi, thì tôi nghĩ rằng đấy là cái thắng lợi lớn nhất. Thế còn tôi cũng xin đọc qua là biên bản thế này. Biên bản ghi nhớ hôm nay ngày 2/12/2018 tại phòng phòng 22 hội thảo trường trung tâm hội thảo quốc tế hội trường cán bộ hội nông dân ngõ 4 Phương Dương Khuê, phường Mai Dịch, Hà Nội, quận Cầu Giấy vào lúc 8:30 diễn ra cuộc hội thảo gồm 30 nhà khoa học và các thành viên khác đã đến nghiên cứu và chia sẻ trao đổi về điều trị ung thư giai đoạn cuối của nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Đường và các cộng sự tỉnh Trà Vinh. Chủ trì hội thảo đồng chí Trần Xuân Tư, nguyên chủ tịch hay là chủ tịch hiệp hội những người lao động sáng tạo Việt Nam nhiệm kỳ 1/2013-2018, người báo cáo nhà nghiên cứu thực nghiệm đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, thư ký bác sĩ Đông Y, chủ tịch hội diện Trần Mỹ tại Việt Nam là bác sĩ Đồng. Các nội dung đã được trao đổi như sau: một, nguồn gốc phát bệnh ung thư; a, lý do ngoại tại; b, lý do nội tại; hai là công nghệ nano theo khoa học là gì, tại sao chúng ta phải dùng lượng từ nano; ba, chúng ta phải đối phó với tế bào siêu độc ung thư bằng cách nào, cháo nano được dược thảo nano từ các cái giải pháp khác. Sau khi nghe báo cáo của nhà nghiên cứu và thực nghiệm thành công đạt hiệu quả về ung thư giai đoạn cuối Nguyễn Văn Đường, các nhà khoa học đầu ngành đã chia sẻ bàn đạo trao đổi rút ra những vấn đề cơ bản sau đây: một, cách tiếp cận vấn đề ung thư và điều trị ung thư, do vậy cần phải tìm cách điều trị duy trì quân bình âm dương trong cơ thể. Tức là đây chú Tường có nói với tôi thế này, tức là đề nghị tất cả những người tham dự hội thảo hôm nay, nếu mà trường hợp ai có những cái người thân hoặc là những cái người đang bị bệnh ung thư dạng đấy thì cứ làm được thế này, chú Tường sẽ tạo điều kiện để giúp đỡ miễn phí. Thế nên tôi nghĩ là cái đó là một cái lớn làm nhất. Cái thứ hai là hướng nghiên cứu và những giải pháp để đạt được những mục tiêu đề ra. Cái tổ làm thứ nhất là hợp tác cùng nghiên cứu và điều trị, tức là chúng ta hợp tác với nhau chia sẻ. Hai là hỗ trợ về mặt dược thảo khi cần thiết, đấy ví dụ như ánh sáng là những cái nơi mà cũng trùng về các cái thuốc về đông y, thế thì có thể hợp tác tiếp với này được, và chỗ anh Vinh và vân vân, tức là nhiều người khác nữa, để trao đổi thường xuyên với nhau và với các nhà khoa học về ung thư và chúng tôi, để làm sao chúng ta cộng hưởng lao động sáng tạo. Bốn là bảo vệ những cái quan điểm mà chúng ta đã thống nhất với nhau chia sẻ hôm nay, thế mà tin tưởng nhau để giúp cho đất nước phát triển thành công về cái chữa bệnh ung thư này. Thế xin phép các vị nếu mà đồng ý ta cho tràng vào tay. Thì tôi xin phép được tuyên bố thế này, cuộc hội thảo của chúng ta là thành công vô cùng rực rỡ và xin cảm ơn tất cả các vị có mặt ở đây. Xin tràng vào tay ạ. Xin mời tất cả các vị đây ta xuống ăn cơm ở dưới chỗ tầng 1 đấy. Cuối cùng con xin cảm ơn tất cả các bác, các nhà khoa học cả nước. Bây giờ con mời các bác đi dùng cơm. Thân mật con cảm ơn các bác. Dạ. Rồi. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường.
Đi để mà cứu dân cứu nước, để làm cho công nghệ nano này nó ra đời. Thì hôm nay là cha và đoàn này về tới thị trường Tân Sơn Nhất. Công nghệ này đã ra đời ở Hà Nội sáng nay ngày 2 tháng 12 và làm cho các nhà khoa học đầu ngành của cả nước phải công nhận là công nghệ nano để chữa ung thư. Thì trong tương lai thì công nghệ này sẽ đi vào hoạt động chữa cho cả nước, có khi là chữa cho cả những người Việt Nam ở hải ngoại nữa. Thì trong công nghệ nano này thì các nhà khoa học cũng có đề cử anh Đồng, thi sĩ Đông Y Nguyễn Đồng làm thư ký cho công nghệ chữa ung thư. Xin bác Đồng có dạy là kính thưa cộng đồng mạng, hôm nay bây giờ là rạng sáng ngày 3 tháng 12, sau 2 ngày làm việc ở thủ đô Hà Nội, chúng tôi đã tới trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Và trong những ngày qua, cuộc thảo luận của chúng tôi sáng hôm qua, tức là ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 12 2018, gặp được kết quả rất là tốt, và được chứng kiến bởi những nhà khoa học nhiều ngành, đầu ngành của rất là y học, có các viện sĩ, giáo sư, tiến sĩ nổi tiếng nhất thủ đô đã tới cùng chia sẻ với chúng tôi, công nghệ chúng tôi. Và khách quan mà nhận xét, các viện sĩ, các giáo sư, các nhà khoa học ở Hà Nội coi đây là bước đột phá trong ngành y học Việt Nam, đó là công nghệ nano mà người sáng lập không ai khác, đó là linh mục Nguyễn Văn Tường, Phêrô Nguyễn Văn Tường. Xin kính chào. Cuối cùng cha cảm ơn cộng đồng mạng, cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta cùng trở lại quê hương nhà, để lại nhà của chúng ta, để chúng ta trở lại công việc bình thường. Sau đó chúng ta cứ tiến hành điều trị thôi. Xin cha cảm ơn cộng đồng mạng.